Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 95. Vừa đi qua, sương tím cuồn cuộn sau cánh cổng, khó nhìn thấy đường đi phía sau. Trương Bạch Y đi thẳng vào trong, Ngô Bình đi giữa, Hoa Dương Lão Tiên và cậu trai đi cuối cùng. Họ đi trong màn sương tím khoảng nửa khắc thì hơi sương phía trước đột nhiên biến mất. Ngô Bình nhìn kỹ hơn, đây là bìa rừng, trăm hoa đua nở, vô số côn trùng bay lượn trên không trung, từ dưới đất cũng vẳng đến tiếng côn trùng kêu rin rít. Vào khoảnh khắc bước vào cổ giới, Trương Bạch Y và Hoa Dương Lão Tiên đều trở nên cảnh giác hơn hẳn. Họ mở hết thần niệm như đang đề phòng nguy hiểm ập đến bất cứ lúc nào. Trương Bạch Y nói, đan sư hãy cẩn thận, cổ giới nguy hiểm trùng trùng, rất dễ gặp phải cổ mạnh. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy cổ thần cơ trong cơ thể bỗng nhiên rất hưng phấn. Nó không ngừng trao đổi với Ngô Bình, mong được ra ngoài. Lòng Ngô Bình thoáng động, lặng lẽ thả cổ thần cơ ra. Ngay lập tức, cổ thần cơ nhảy vào bụi cỏ, bắt đầu săn bắt cổ trùng ở đây. Như rồng trở về biển cả, nó vui sướng vô cùng. Ngô Bình cũng mặc kệ nó, đoạn hỏi Trương Bạch Y, trưởng lão à, cổ giới rộng lớn như vậy, chúng ta tìm thần cổ bằng cách nào? Trương Bạch Y cười nói, thật ra thần cổ của cổ giới không nhiều, không dễ gặp được. Có điều thần cổ đều rất lợi hại, khu vực hoạt động của chúng có dấu vết rõ rệt, thế nên rất dễ đoán ra nơi nào từng xuất hiện thần cổ. Ngô Bình hỏi, ở đây có thiên cổ chứ? Trương Bạch Y đáp, tất nhiên là có. Nhưng năng lực của thiên cổ ít nhất cũng ở cấp đạo quân. Gần hang ổ của chúng đều là khu vực cấm sinh mệnh. Quá rõ ràng, Trương Bạch Y hoàn toàn không dám tấn công thiên cổ, đến đây chỉ để bắt vài con thần cổ hoặc huyền cổ thôi. Ngô Bình hỏi tiếp, thế khi nào mới tìm được? Hoa Dương Lão Tiên cười đáp, cháu tôi sở hữu thiên phú, có thể cảm ứng khí tức của cổ trùng. Có cháu tôi ở đây, chúng ta sẽ nhanh chóng có thu hoạch. Ngô Bình rất bất ngờ, thế thì tốt rồi. Ba người đi vào rừng, đi chưa được bao xa, Trương Bạch Y đột nhiên căng cứng người, nhìn chằm chằm vào một cây khô gần đó. Trên cây khô có rất nhiều lỗ nhỏ, hình như bị thứ gì đó đào khoét. Hoa Dương Lão Tiên liếc nhìn rồi nói, là kiến lửa, có điều vẫn chưa xuất hiện kiến chúa, không cần lo lắng. Trương Bạch Y thở phào, chưa có kiến chúa thì tốt quá. Dù gì Trương Bạch Y cũng là trưởng lão áo tím của giáo phái thiên cổ, năng lực xuất chúng, sao lại sợ loài kiến nhỏ bé? Anh bèn hỏi, kiến lửa này khó đối phó lắm sao? Trương Bạch Y gật đầu, kiến lửa hành động theo đàn. Nếu có kiến chúa tồn tại, chúng thậm chí có thể bắt giết thần cổ. Tất nhiên, bản thân kiến chúa đã ở cấp bậc huyền cổ rồi. Lúc mấy người họ đang nói chuyện thì có một bóng dáng chui vào trong tổ kiến, đấy là cổ thần cơ. Cổ thần cơ thấy kiến lửa thì như nhìn thấy món ngon cao cấp, thèm đến chảy nước bọt nên lập tức bắt đầu càn quét kiến lửa. Cổ thần cơ có cấp bậc thiên cổ, thực lực không thể xem thường, trước mặt nó, đám kiến lửa này thậm chí còn không dám phản kháng mà phải ngoan ngoãn nằm im dưới đất chẳng dám động đậy, mặc cho cổ thần cơ ăn bọn chúng. Có điều cổ thần cơ cũng không tham lam, sau khi ăn hết hơn 100 con kiến lửa thì liền ra khỏi đó. Thiếu niên bên cạnh Hoa Dương Lão Tiên bỗng nhìn chằm chằm vào cây khô đó, nói, bên trong có huyền cổ. Trương Bạch Y, huyền cổ, ông anh Hoa Dương, chẳng phải anh nói bên trong không có kiến chúa sao? Ngô Bình biết cổ thần cơ ở bên trong nên nói, cổ của tôi đã vào đó ăn kiến. Hoa Dương Lão Tiên cười, nói, hèn gì cháu trai tôi có cảm ứng. Không biết Ngô Đan Sư nuôi cổ gì thế? Đương nhiên Ngô Bình không thể nói là cổ thần cơ, nên nói cổ thường thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Hoa Dương Lão Tiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói, chúng tôi tìm trong rừng trước, dù không tìm được thần cổ thì tìm ít huyền cổ cũng được. Ngô Bình cảm thấy mấy người này quá lề mề, làm gì cũng sợ sệt, vậy thì đến năm nào tháng nào mới tìm ra được cổ. Anh nói, hay là chúng ta chia ra hành động đi, nếu gặp phải nguy hiểm thì gọi nhau. Trương Bạch Y không đồng ý với kiến nghị của Ngô Bình, nhưng Hoa Dương Lão Tiên thì gật đầu, cũng được, tôi và Bạch Y đi một hướng, Ngô Đan Sư đi một hướng, nếu có phát hiện gì thì thông báo cho nhau. Ngô Bình gật đầu, anh đổi hướng, rồi sải bước rời đi. Đến khi Ngô Bình đi xa thì Trương Bạch Y hỏi, ông anh, tại sao phải chia ra?
Hoa Dương lão tiên, người trẻ tuổi mà, cảm thấy chúng ta quá cẩn thận, tiến độ quá chậm. Vậy thì để cậu ấy tự xông pha, đi được vài tiếng thì sẽ biết chỗ này nguy hiểm thế nào. Trương Bạch Y gật đầu, ông anh nói có lý, thay vì phản đối, chỉ bằng để cậu ấy biết khó mà lui. Hoa Dương lão tiên, cậu em Bạch Y, cậu có biết gì về cậu ấy không? Trương Bạch Y, ông anh ẩn cư nên đương nhiên không biết danh tiếng của cậu ấy. Ngô Bình là tên thứ hai của cậu ấy, tên thật của cậu ấy là Lý Huyền Bình, là cung chủ của kiếm cung Côn Luân. Sư tôn của cậu ấy là Phiêu Miểu Đạo Quân, sư tổ là Lão Tổ Huyền Đô. Hoa Dương lão tiên ngơ ra, thân phận và gốc gác của cậu ấy không đơn giản nhỉ. Trương Bạch Y, tôi cảm thấy cậu ấy là thiên tài trời sinh, loại người như cậu ấy thường rất may mắn. Lần này tôi đến cổ giới là muốn mượn sức của cậu ấy để tìm hai con thần cổ. Sau khi rời khỏi, Ngô Bình lập tức bay lên trời, dùng phép nhìn thấu vạn vật quan sát từ trên cao. Mắt nhìn thấu vạn vật của anh có thể dễ dàng phát hiện ra thần cổ, huyền cổ cũng như thiên cổ. Anh bay trên không một đoạn thì phía trước đột nhiên có xương đen bay đến. Nhìn kỹ thì mới biết thật ra làn xương xám đó là một đám cổ bay nhanh dài, to bằng hạt gạo, tràn ngập khắp trời đất và đang lao về phía anh. Vù! Anh bố trí một tầng kiếm quang xung quanh mình, bảo vệ cơ thể. Làn xương xám ập đến, cổ bay gặp phải kiếm quang thì đua nhau phát nổ, vốn không thể nào tiếp cận được anh. Cổ thần cơ bay ra, cái miệng bỗng biến to, nó há miệng, đón hết số cổ bị Ngô Bình giết, không ngừng nuốt. Đám cổ bay đó không làm ăn được gì nên đã bay đi, nhưng gần một nửa bọn chúng đã bị kiếm quang chém chết và trở thành món ngon cho cổ thần cơ. Anh tiếp tục di chuyển trên không trung, anh bay được vài phút thì bỗng nhìn thấy trong khu rừng trước mặt có một cái hồ nhỏ, trong hồ có tầng tầng lớp lớp không gian méo mó chất chồng, trông rất kỳ quặc. Anh biết nhất định trong không gian méo mó này có chứa một con cổ. Không gian méo mó này là để nó đối phó với kẻ địch bên ngoài. Anh vuốt cằm, hỏi cổ thần cơ, tiểu thần, chẳng phải mày là thiên cổ sao? Hay là mày xuống bắt nó đi? Cổ thần cơ truyền đến một ý niệm, nói rằng nó chưa lột xác hoàn toàn, hiện tại vẫn chưa đánh lại được con cổ bên dưới, xuống đó thì chỉ có chết thôi. Ngô Bình, tiểu thần, lúc nào mày mới lột xác tiếp? Tiểu thần nói đợi nó ăn thêm ít cổ trùng thì có thể lột xác tiếp. Ngô Bình nghe nó nói vậy thì cảm thấy nóng ruột, cười, nói, vậy được, tao ở gần đây đợi mày, mày đi săn mồi đi. Anh đáp xuống bên cạnh hồ. Chỗ đó có một cái cây to nhiều người ôm không hết, thân cây rỗng không. Anh dọn dẹp thân cây rồi nấp vào trong luyện công. Cổ thần cơ ở gần đó săn những con cổ trùng khác. Ngô Bình tiếp tục hoàn thiện động thiên của mình. Động thiên tiểu thành không thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Anh phải nhanh chóng đạt đến động thiên đại thành mới được. Chính vào lúc đó, trong đầu anh bỗng có giọng nói vang lên. Không ngờ tôi lại có thể gặp được loài người mạnh như anh. Ngô Bình giật mình, hỏi, là ai đó? Giọng nói đó đáp, tôi ở nơi sâu thẳm trong không gian thứ nguyên méo mó trước mặt anh đây. Ngô Bình, là cổ sao? Đối phương, tôi là thần cổ, chỉ là khi tiến lên thiên cổ gặp phải rắc rối nên phải trốn ở đây chờ ngày chết. Ngô Bình, mày là cổ gì? Đối phương, loài người các anh gọi tôi là cổ tương. Ngô Bình, cổ tương, mày tìm tao làm gì? Anh có thể cảm giác được cổ tương này không có ý thù địch với anh, nên anh đã hỏi thẳng. Cổ tương, tôi thất bại khi đột phá lên thiên cổ, trong lòng thấy không cam tâm, hy vọng có thể hợp tác với anh. Tư chất của anh mạnh như thế, hoàn toàn phù hợp với tôi, nếu như chúng ta hợp tác, nhất định tôi có thể thăng lên thiên cổ, còn anh thì cũng sẽ có được lợi ích rất lớn. Đương nhiên Ngô Bình sẽ không tin một con cổ, anh nói, làm sao tao có thể tin mày. Cổ tương, giữa cổ và người tốt nhất là nên hợp tác, đôi bên cùng có lợi, tôi không phải chủ nhân của anh cũng không phải là chủ nhân của tôi. Ngô Bình, xin lỗi, e rằng tao không thể đồng ý với yêu cầu của mày. Dù cho cổ tương nói thế nào thì anh cũng không thể đồng ý, ai mà biết có phải nó có mưu đồ gì, muốn hại anh hay không. Cổ tương, nếu anh không hợp tác với tôi thì e rằng sẽ không thể nào sống sót rời khỏi đây. Ngô Bình, mày đang uy hiếp tao sao? Tôi không hề uy hiếp anh,
nơi mà anh đang ngồi là địa bàn của một thiên cổ, anh vừa đến đây thì nó đã biết rồi, hơn nữa còn đang âm thầm quan sát anh. Ngô Bình giật mình, con thiên cổ đó đang quan sát tao. Cổ Tương, không sai, đợi nó hiểu rõ về anh thì sẽ ăn anh. Đương nhiên, còn có cả con cổ thần cơ của anh nữa. Ngô Bình nheo mắt, mày cũng biết cổ thần cơ. Cổ Tương, đương nhiên là tôi biết rồi. Nguyên nhân mà tôi muốn hợp tác với anh, cổ thần cơ cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Anh để tôi ăn cổ thần cơ thì tôi sẽ có năng lực của cổ thần cơ, sau đó tôi sẽ thuận lợi trở thành thiên cổ. Nếu tôi trở thành thiên cổ thì sẽ có thể bảo vệ anh không bị con thiên cổ đang âm thầm quan sát anh giết chết. Ngô Bình cười lạnh lùng, những lời mày nói, tao không tin chữ nào. Cổ Tương, anh bạn, nếu không tin tôi thì anh sẽ chết rất thảm, con thiên cổ đó tên là Luyện Kim, có thể biến kim loại trong thiên hạ thành kén vàng, sau đó dùng nó để bảo vệ mình. Trước mặt nó, anh sẽ chẳng có cơ hội trở tay. Ngô Bình, mày nói chỗ này là địa bàn của cổ Luyện Kim, vậy tại sao mày lại sống ở địa bàn của nó? Cổ Tương, vì con cổ Luyện Kim đáng chết đó luôn tìm cơ hội ăn tôi, có điều tôi sẽ không để nó đạt được mục đích đâu. Ngô Bình, thứ nhất, tao sẽ không để mày ăn cổ thần cơ, thứ hai, tao cũng sẽ không hợp tác với mày. Cổ Tương, không biết tốt xấu, lát nữa anh sẽ cầu xin tôi giúp anh thôi. Ngô Bình, mày nghĩ xa quá rồi. Giọng nói đó biến mất, không gian lại trở nên yên tĩnh. Một lát sau, cổ thần cơ quay lại, Ngô Bình nói, tiểu thần, con cổ đó muốn tao giúp nó nói ăn mày xong thì nó sẽ có thể lột xác thành thiên cổ. Cổ thần cơ giận dữ, tỏ ý mình đã ăn cổ trùng no rồi, bây giờ đã có thể lột xác. Cổ thần cơ đã lột xác lần thứ tư, bây giờ sắp sửa lột xác lần thứ năm. Vô số tia sáng bắn ra, bao trọn lấy Ngô Bình, tạo thành một cái kén lớn. Bên trong kén, cơ thể Ngô Bình chảy thành nước và bắt đầu hình thành lại. Hình dạng thật sự của Ngô Bình xuất hiện ở một bên, anh quan sát kén ánh sáng, điều khiển cho cơ thể tiến hóa hoàn mỹ, để cơ thể phù hợp với hình thể thật của mình hơn. Bên trong kén ánh sáng, cơ thể Ngô Bình biến hóa với tốc độ vô cùng nhanh, chưa đến 3 tiếng đồng hồ, kén ánh sáng đã bị anh chém toạt bằng kiếm quang, một cơ thể người hoàn mỹ hơn xuất hiện. Anh hỏi cổ thần cơ, tiểu thần, có phải chỉ cần ăn cổ trùng là mày có thể lột xác không? Cổ thần cơ, chủ nhân, ăn cổ trùng giúp tôi lột xác nhanh hơn. Sau 5 lần lột xác, năng lực giao tiếp của tiểu thần cũng mạnh hơn, một giọng nói phụ nữ thanh thoát dễ nghe vang lên bên tai Ngô Bình. Ngô Bình ngây ra, tiểu thần, không phải mày là giống cái đấy chứ? Cổ thần cơ, chủ nhân, tiểu thần là con gái. Lúc này Ngô Bình mới biết tiểu thần cùng anh vào Nam ra Bắc, đồng sinh cộng tử lại là một con cổ trùng cái. Anh cười, nói con gái thì con gái thôi, tiểu thần, bây giờ mày đã lột xác lần năm rồi, thực lực so với con cổ dưới hồ ra sao? Cổ thần cơ, từ lâu nó đã bị một con thiên cổ khác nhốt ở đó nhiều năm, nó không ra ngoài được, thiên cổ cũng không vào được. Hiện tại nó rất yếu ớt, đã thoái hóa đến mức cổ thần phổ thông rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình rất vui, hỏi tiểu thần, nghe giọng mày có vẻ mày có khả năng ăn được nó nhỉ? Cổ thần cơ, đúng thế chủ nhân. Sau 5 lần biến hóa, tôi đã có khả năng đột phá không gian, vì vậy có thể nhẹ nhàng bắt được nó, lấy đi năng lực của nó. Ngô Bình phấn khích, tiểu thần, mày có thể cướp năng lực của những con cổ khác sao? Cổ thần cơ, đúng vậy chủ nhân, sau khi cướp năng lực, tôi còn có thể cải thiện năng lực của chúng nữa. Ngô Bình gật đầu, giỏi lắm. Cổ thần cơ, chủ nhân, tôi sẽ đi ăn nó ngay. Nó vừa dứt lời thì vút qua, bay thẳng xuống hồ. Ngô Bình khởi động mắt nhìn thấu vạn vật, anh nhìn thấy cổ thần cơ chui vào và tạo ra một đường thông dẫn thẳng đến chỗ con cổ tương đang nấp chỉ trong tích tắc. Tiếp ngay đó, giọng cổ tương vang lên. Mày không thể ăn tao, tao là cổ tương, tao sắp đột phá. Nhưng tiếng la của nó bỗng dưng tắt hẳn, chưa được mấy giây, cổ thần cơ lại chui ra, lúc này cổ thần cơ chỉ to bằng ngón tay út, có hình dáng như một con rồng thu nhỏ, khắp người là vảy vàng. Ngô Bình tò mò nhìn nó, tiểu thần, sao mày lại biến thành thế này? Cổ thần cơ, chủ nhân, tôi và người cùng lột xác,
tôi đã nhận được rất nhiều thứ có lợi từ gen của người, điều này giúp tôi trở nên vô cùng lớn mạnh. Bây giờ thần cổ bình thường đã không còn là đối thủ của tôi nữa rồi. Ngô Bình, năng lực của cổ tương là gì? Bây giờ mày đã có được năng lực của nó chưa? Cổ thần cơ, để tôi biểu diễn cho chủ nhân xem một chút nhé. Cổ thần cơ nói xong thì bỗng hóa thành một vùng ánh sáng đó rung chuyển nhẹ trong không trung rồi biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp thân hình nóng bỏng, hơn nữa còn không mặc quần áo. Ngô Bình nhìn thấy cô ấy thì ngây ra, anh nhìn kỹ 5 phút rồi mới nói, còn ra thể thống gì nữa, mau mặc quần áo vào. Thế là cổ thần cơ khoác chiếc áo mỏng màu tím, những đường cong uyển chuyển thoáng ẩn thoáng hiện. Ngô Bình, thì ra năng lực của cổ tương là biến hóa. Cổ thần cơ, tu vi của con cổ tương này đã rất cao rồi, có tới 36 hình thái, mỗi hình thái đều có năng lực đặc biệt riêng. Nếu nó có thể hợp nhất tất cả các dạng thì sẽ có thể thăng lên thiên cổ, tiếc là nó đã bị nhốt ở chỗ này quá lâu, không có nguồn thức ăn, vì vậy không cách nào tiến hóa. Ngô Bình, cổ tương nói con thiên cổ đó đã phát hiện ra tao, hơn nữa còn muốn đối phó với tao, là thật sao? Cổ thần cơ, không đâu chủ nhân. Tôi và con thiên cổ đó đã thỏa thuận với nhau, tôi giúp nó vượt qua khó khăn, còn nó sẽ chia cho tôi một ít kim mẫu mà nó tích lũy được lâu nay. Kim mẫu này vô cùng quý giá, tôi nghĩ nhất định chủ nhân sẽ cần. Mắt Ngô Bình sáng lên, bọn mày đã thỏa thuận xong rồi. Hơn nữa mày còn có thể giúp nó. Cổ thần cơ cười, đúng vậy, chủ nhân, cổ thần cơ chúng tôi là bác sĩ trong giới cổ, có thể điều trị cho cổ bệnh và bị thương. Vì vậy có loài rất khách sáo với tôi. Ngô Bình, kim mẫu ở đâu? Cổ thần cơ, giờ tôi sẽ đưa chủ nhân đến đó. Ngô Bình, tiểu thần, chắc không phải con cổ luyện kim đó cố tình lừa tao qua đâu nhỉ? Anh vẫn chưa hiểu hoàn toàn về cổ, vì vậy vẫn còn chút lo lắng. Tiểu thần mím môi cười rất giống với một cô gái xinh đẹp, yên tâm đi chủ nhân, nó sẽ không làm vậy đâu, trừ khi nó không muốn sống nữa. Ngô Bình, vậy được, chúng ta qua xem thử. Ngô Bình đi theo tiểu thần được một đoạn thì ra khỏi khu rừng rậm, vào trong một vùng núi. Núi ở đây có chứa nhiều loại kim loại, vì vậy rất ít có thực vật sống, xung quanh đều trống trơn. Rõ ràng môi trường đó không thích hợp cho cổ trùng tồn tại, vì vậy, địa bàn của con cổ luyện kim đó không chỉ có vùng núi này, khu rừng rậm mà Ngô Bình dừng chân trước đó chỉ là một trong số rất nhiều địa bàn của nó thôi. Họ đến trước một ngọn núi nhỏ được đúc từ rất nhiều loại kim loại, trên đỉnh của ngọn núi có một cái hố đường kính 5-6 mét, tiểu thần đáp xuống, Ngô Bình cũng đi theo. Khi xuống dưới mấy trăm mét, xung quanh bắt đầu nóng lên, bên cạnh có một miệng hang, tiểu thần và Ngô Bình bay vào đó. Họ lại bay thêm 110 mét, vào trong một không gian rất rộng, chỗ đó có đủ thứ kim loại. Một con cổ màu bạc to bự, dài đến hơn 100 mét nằm im trên sàn. Xung quanh cơ thể nó có từ trường rất mạnh, chỉ cần đến gần nó thì bất cứ kim loại nào cũng tự tan ra thành nguyên tử, sau đó bị da nó hấp thụ. Dường như con cổ có chút bất thường, nó mở mắt ra, nhìn tiểu thần, sau đó truyền thần niệm qua, bác sĩ, xin hãy cứu chữa cho tôi rất khó chịu. Tiểu thần bực bội nói, là ó gì chứ, ai bảo mày tham ăn vậy làm gì để động thiên luyện kim có vấn đề. Ngô Bình rất tò mò, nó còn có động thiên nữa sao? Tiểu thần, cổ luyện kim tham ăn, 100 năm trước nó đã ăn một viên đá sắt thiên ngoại khổng lồ, nó mất cả trăm năm vẫn chỉ mới tiêu hóa được 1/10 của viên đá sắt đó, nó bị đá sắt dị hóa, trở thành một cục kim loại lạnh lẽo. Ngô Bình hứng thú, đá sắt gì mà lợi hại thế? Đến cả cổ luyện kim cũng không tiêu hóa nổi. Tiểu thần, chủ nhân. Nếu muốn cứu nó thì người phải đích thân ra tay, lấy viên đá sắt đó ra. Ngô Bình, nếu như đã không tiêu hóa được thì nó chỉ cần nôn đá sắt ra chẳng phải xong rồi sao? Cổ luyện kim, không nôn ra được, nó đã mọc rễ trong động thiên luyện kim của tôi rồi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói như vậy là tao phải vào động thiên luyện kim mới được rồi. Tiểu thần, chủ nhân, loại đá sắt đó rất kỳ lạ, tôi chỉ đành bất lực. Ngô Bình nói, được tạo vào trong xem thử rốt cuộc là đá sắt gì. Tiểu thần há miệng, trước mặt nó xuất hiện một vòng lửa màu vàng, nối liền với động thiên luyện kim của nó. Ngô Bình không chút do dự bay vào,
Sau khi vào vòng tròn màu vàng, anh đã đến một thế giới rộng lớn khắp nơi chứa đầy kim loại. Lúc này bên tai anh vang lên giọng của Cổ Luyện Kim, ở phía trước. Ngô Bình bay một quãng thì nhìn thấy một ngọn núi sắt cao chừng ngàn mét, bề mặt của ngọn núi sắt này có phù văn tiên thiên, vô cùng thần kỳ. Hắn phóng ra kiếm quang oanh tạc núi sắt, nhưng kiếm quang sắc bén lại không thể để lại dấu vết, ngược lại, núi sắt lại phát ra một đòn lực phản kích, đánh bay kiếm quang của anh ra. Ồ, Ngô Bình rất ngạc nhiên, loại sắt này còn có thể phản công ngược. Anh lại thử thêm mấy lần, phát hiện núi sắt này có thể bật ngược lại 90% đòn tấn công, hơn nữa nó còn có đặc tính cắt đứt, tự phục hồi. Anh hỏi Cổ Luyện Kim, mày nói mày đã hấp thụ được 1/10 nó. Cổ Luyện Kim, vâng. Ngô Bình, mày tinh luyện những miếng sắt này, hấp thụ thành cái gì rồi? Cổ Luyện Kim, tôi tinh luyện thành sắt chủ rồi, uy lực mạnh hơn sắt này. Ngô Bình, mày có bao nhiêu sắt chủ này, có thể cho tao một ít không? Cổ Luyện Kim rất hào phóng, tôi có thể chia cho cậu một nửa. Vừa dứt lời, một miếng kim loại hình vuông lớn bỗng xuất hiện trước mặt Ngô Bình, cao hơn 1 mét, màu tím bạc, bên trong có vô số phù văn thần bí, dày đặc hơn phù văn trên núi sắt gấp 10 lần. Mắt anh sáng rực, cảm ơn. Cất sắt chủ đi, Ngô Bình nhớ đến điều gì đó bèn lấy một cái khối lập phương ra, hỏi Cổ Luyện Kim, nghe nói vật này ẩn chứa huyền cơ, mày có thể phá giải nó không? Cổ Luyện Kim nhìn thoáng qua rồi nói, tôi có thể thử nhưng cần thời gian, chờ tôi phá giải xong sẽ thông báo cho cổ thần cơ. Ngô Bình gật đầu, ừ, vậy cứ để ở chỗ mày trước. Nói đến đây, anh phóng thiên cực kiếm vực ra, cưỡng chế chuyển đá sắt khổng lồ này về động thiên của mình. Có thể thấy phần dưới của đá sắt đã bén rễ, một lượng lớn sắt thấm vào lòng đất, khiến Cổ Luyện Kim cũng không thể nhổ nó lên. Sau khi mang núi sắt đi, Ngô Bình đi ra khỏi động thiên luyện kim. Vừa đi ngoài, Cổ Luyện Kim khổng lồ bỗng bắt đầu thu nhỏ cơ thể, cuối cùng biến thành một con côn trùng màu vàng chỉ lớn bằng ngón tay út, nó gật đầu chào Ngô Bình, cảm ơn cậu. Ngô Bình, Cổ Luyện Kim, chắc mày đã luyện chế không ít kim loại khối nhỉ? Có thể tặng tao một ít không? Đây vốn dĩ là điều kiện dễ thương lượng, Cổ Luyện Kim rất vui vẻ nói, được chứ? Nó phun ra một luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng rơi xuống mặt đất biến thành một khối kim loại cao hơn 10 mét, bề mặt đủ màu sắc, do rất nhiều kim loại cấu tạo nên. Ngô Bình rất hài lòng, anh cất miếng kim loại đi hỏi, Cổ Luyện Kim, ở gần đây còn thiên cổ nào khác không? Cổ Luyện Kim, cổ giới này có 7 thiên cổ, tôi và chúng ở cách nhau rất xa, mỗi năm chỉ gặp nhau được một lần. Ngô Bình, tiểu thần, có cần tao giúp mày bắt một thiên cổ để ăn không? Tiểu thần, bắt thiên cổ nguy hiểm lắm, thần cổ là đủ rồi. Chủ nhân, cậu ở lại đây tu luyện, tôi ra ngoài bắt mồi. Ngô Bình rất mong đợi thần cơ lục biến của tiểu thần nên gật đầu đồng ý. Sau khi cổ thần cơ đi, anh ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền định tu luyện, làm quen với cơ thể mới. Cứ thế anh tu luyện đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, cổ thần cơ quay lại, nó lấy lại hình dạng là một cổ trùng. Chui thẳng vào mũi Ngô Bình nói, chủ nhân, tôi sắp lột xác rồi. Ngô Bình không kịp để hỏi thêm gì, vô số tia sáng bắn ra từ lỗ chân lông của anh, từng lớp bao phủ lấy anh, bắt đầu lần biến đổi thứ 6. Lần biến đổi này kéo dài 8 tiếng đồng hồ, Ngô Bình phá kén ánh sáng đã là ngày thứ 2. Một bóng người tách ra khỏi cơ thể Ngô Bình, biến thành một cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy cô ta, Ngô Bình ngây người hỏi, cô là tiểu thần. Tiểu thần mỉm cười, vâng thưa chủ nhân, tôi là tiểu thần. Ngô Bình rất kinh ngạc, làm sao cô lại biến thành người, anh có thể cảm nhận được lần này không phải là năng lực của cổ tương. Tiểu thần, chủ nhân, lần biến hóa này tôi hấp thu được nhiều di truyền mạnh từ chủ nhân, muốn trở nên tốt nhất chỉ có hình dạng con người là thích hợp nhất. Ngô Bình cảm thấy hơi lạ, nhưng anh vẫn nói, được rồi, làm người cũng tốt. Cổ Luyện Kim nói, chúc mừng cổ thần cơ, thực lực của cô đã đạt đến cấp thiên cổ. Ngô Bình, tiểu thần, bây giờ cô là thiên cổ rồi. Tiểu thần, có thể nói như thế nhưng vẫn không phải là thiên cổ hoàn toàn. Thiên cổ có thể mở động thiên trong cơ thể. Ngô Bình, vậy cũng khá tốt rồi, tiểu thần, còn cần đi săn mồi không?
Tiểu thần, chủ nhân, chúng ta đi thôi, đi xa hơn để săn đi, các thần cổ chung quanh đây đều bị tôi ăn sạch rồi. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Hai người tạm biệt cổ luyện kim rồi tiếp tục bay về phía trước. Cứ như thế, mỗi khi anh đến một khu vực mới, cổ thần cơ sẽ dừng lại để bắt những cổ trùng khác. Ngô Bình rất rảnh rỗi, không có việc gì khác để làm ngoại trừ việc tu luyện. Hôm nay, sau khi cổ thần cơ trở lại, nó lảo đảo như thể say rượu, nói chủ nhân, tôi vừa mới ăn một con cổ rượu, tôi say rồi. Ngô Bình cạn lời, thế mà còn có cổ rượu à? Mục đích sống của con cổ này chẳng lẽ là ủ rượu sao? Cổ thần cơ quay lại trong người Ngô Bình, sau đó đánh một giấc thật say. Ngô Bình cạn lời, lúc này anh mới nghĩ đến Trương Bạch Y và Hoa Dương Lão Tiên, thế là anh bèn liên lạc với họ rồi vội vã đến nơi họ đang ở. Sau khi nhận được tin tức từ Ngô Bình, Trương Bạch Y cười nói với Hoa Dương Lão Tiên, anh đã đoán đúng, cuối cùng cậu ấy cũng đã trở lại. Hoa Dương Lão Tiên, có thể kiên trì một mình ở bên ngoài lâu như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Sau khi gặp được Trương Bạch Y, Hoa Dương Lão Tiên cười hỏi, cậu bạn có thu hoạch gì không? Thật ra Ngô Bình đã thu hoạch được rất nhiều nhưng tất cả đều nhờ vào cổ thần cơ, bản thân anh không bắt được cổ trùng nên bèn nói, tôi không tìm thấy cổ trùng nào ra hồn cả. Hoa Dương Lão Tiên, không sao, tôi và Bạch Y bắt được hai thần cổ, bảy huyền cổ, không uổng phí chuyến này. Trương Bạch Y, Đan Sư Ngô, chúng ta ở cổ giới nửa tháng rồi, đến lúc nên đi rồi. Ngô Bình không có hứng thú với các loài cổ khác bèn nói, cũng được. Ba người vừa định quay về thì thiếu niên đó bỗng nói, một thiên cổ đã chú ý chúng ta. Trương Bạch Y ngạc nhiên, thiên cổ. Thiếu niên nhìn thẳng vào một dãy núi ở đằng xa, ngọn núi đó xanh tươi tốt tươi, không có gì đặc biệt. Sắc mặt Hoa Dương Lão Tiên rất khó coi, thiên cổ này tìm đến chúng ta e là không có lòng tốt gì đâu, chúng ta mau đi thôi. Vừa dứt lời, sương mù màu đỏ bỗng bốc lên chung quanh, họ không thể thi triển thần niệm ở trong sương mù, hơn nữa họ còn nhìn thấy ảo ảnh bên trong sương mù này. Hoa Dương Lão Tiên nói, không ổn, là cổ ảo ảnh. Mau ngồi xuống, chống lại ảo giác đi. Ngô Bình không bị ảnh hưởng gì, toàn thân anh được chân hình bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra, anh nói, mọi người chờ ở chỗ này, tôi đi xem sao. Anh sải bước hướng về cổ ảo ảnh, bên tai vang lên giọng của cổ thần cơ, chủ nhân, cổ ảo ảnh này thật to gan, dám công kích chủ nhân, tôi sẽ đi xử lý nó. Ngô Bình, tiểu thần, chẳng phải mày sai rồi sao? Tiểu thần, đã tỉnh táo hơn rồi. Ngô Bình, cổ ảo ảnh này có thể tạo ra ảo giác, mày có bị ảnh hưởng không? Tiểu thần, không bị ảnh hưởng, tôi có thể biến thành một cổ ảo ảnh để mê hoặc nó, sau đó thừa cơ tóm nó. Ngô Bình cười nói, cách hay đấy, đi thôi. Tiểu thần ra khỏi người Ngô Bình rồi biến thành một con cổ trùng năm màu bay về phía xa. Ngô Bình đợi chưa đến nửa tiếng, tiểu thần đã quay về cơ thể anh. Tiểu thần, sao rồi, có được không? Tiểu thần, cổ ảo ảnh trong bụng tôi đang luyện hóa nó. Chủ nhân, luyện hóa cổ ảo ảnh xong, chúng ta có thể thần cơ thất biến rồi. Lúc này, sương mù tan đi, mấy người Hoa Dương Lão Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Bạch Y nói, Đan Sư Ngô, chúng ta đi thôi, tránh cho cổ ảo ảnh lại công kích. Ngô Bình không nói gì, đi theo họ rời khỏi cổ giới. Trở lại nơi ở của Trương Bạch Y, anh ta đưa ba cái chai cho Ngô Bình nói, Đan Sư Ngô, ở đây có một thần cổ, ba huyền cổ, làm phiền Đan Sư luyện chế thành cổ đan. Ngô Bình, được, luyện chế xong tôi sẽ bảo người đem đến cho trưởng lão Trương. Hoa Dương Lão Tiên, Đan Sư Ngô, tôi nghĩ luyện chế ở đây đi, dù sao cũng không tốn nhiều thời gian. Ngô Bình biết Hoa Dương Lão Tiên hình như không tin mình, anh nói, cũng được. Hôm nay luyện chế trước hai huyền cổ. Anh lấy lò đan ra, rất nhanh đã luyện chế xong cổ đan, anh để lại một viên rồi đưa cho Trương Bạch Y một viên. Luyện xong cổ đan, anh cười nói, hai vị, tôi còn có việc, hôm khác lại đến luyện đan. Hoa Dương Lão Tiên, Đan Sư Ngô, hay là luyện hết cổ thành đan dược rồi hẵng đi. Ngô Bình bật cười, Hoa Dương Lão Tiên, tiền bối muốn ép tôi ở lại.
Hoa Dương lão tiên thản nhiên nói, tôi không có ý đó, chỉ là chúng ta vất vả một chuyến, khó khăn lắm mới bắt được ba thần cổ, tại sao không kịp thời luyện chế thành cổ đan? Ngô Bình ném 1 tỷ đồng thần long mà ông ta đưa cho trước đó cho đối phương, lạnh nhạt nói, tôi muốn đi, không ai giữ lại được, tạm biệt. Vừa dứt lời, một luồng sấm sét nổ vang, sức mạnh đáng sợ đẩy Trương Bạch Y và Hoa Dương lão tiên ra xa, chờ hai người kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã biến mất rồi. Hoa Dương lão tiên nổi giận, cái tên này vô lễ quá, cậu đi được sao? Ông ta muốn đuổi theo nhưng lại bị Trương Bạch Y giữ lại, anh ta cười khổ nói, anh Hoa Dương, anh làm sao vậy? Sau này chúng ta muốn luyện chế cổ đan đều phải nhờ vào sự trợ giúp của đan sư Ngô. Hoa Dương lão tiên ngây người, sau đó ông ta bỗng vỗ đầu, thôi chết, chắc chắn là tâm kiếp của tôi lại đến rồi, tâm kiếp chết tiệt, lần nào cũng khiến tính cách của tôi thay đổi cực lớn, không thể kiểm soát cảm xúc. Trương Bạch Y sửng sốt, tâm kiếp sao? Anh Hoa Dương, anh mau về bế quan đối phó đi. Sau khi ra khỏi Thiên Cổ Giáo, Ngô Bình lại đến Côn Luân Kiếm Cung ở mấy ngày mới về nhà. Về đến Hưng Long thì nhận ra đường phố đầy những người tị nạn, một nhóm quan chức và binh lính đang phi nước đại trên đường phố, nhiều người đã bị ngựa đang chạy đá trúng và bị thương. Lúc này trong ngõ có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, một con ngựa lao tới, người cưỡi là một quan binh, hắn không giảm tốc độ của ngựa cứ thế lao thẳng về phía trước, thấy bọn trẻ sắp bị con ngựa đá trúng, Ngô Bình bỗng đáp xuống trước mặt con ngựa, một tay đẩy mạnh một cái kéo con ngựa lại. Quan binh trên ngựa kinh ngạc kêu lên một tiếng, lao thẳng vào trong không khí theo lực quán tính rồi rơi xuống cách đó hơn 10 mét. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm Ngô Bình tức giận nói, khốn kiếp, dám ngăn cản quan binh, mày muốn chết. Hắn rút đao ra, chạy đến chém vào anh. Ngô Bình giơ tay ra chộp lấy đao, lực chấn động truyền đến, quan binh kêu lên một tiếng, nửa cánh tay nổ tung, đau đến mức kêu rên thảm thiết. Ngô Bình hỏi, các anh là binh lính ở đâu? Chạy đến Hưng Long làm gì? Quan binh lộ ra vẻ hoảng sợ, cuối cùng hắn nhìn ra Ngô Bình không phải người mà hắn có thể dây vào, run giọng nói, bọn tôi là binh lính dưới trướng Đông Hải Vương của Long Quốc, bọn tôi được lệnh đóng quân ở đây. Đóng quân, Ngô Bình híp mắt, lệnh của ai? Người này nói, Đông Hải Vương chấp hành lệnh của Thái tử Long Quốc. Ngô Bình mặc kệ hắn, bảo mấy đứa trẻ về nhà. Sau đó nhảy lên bay về nhà. Trong nhà không có việc gì, anh gọi Hoàng Tử Cường đến hỏi rõ ràng. Hoàng Tử Cường, Hoàng đế Long Quốc đã giao toàn bộ khu vực lãnh thổ Đông Hải cho Đông Hải Vương. Đông Hải Vương dẫn quân đến lấy lại đất đai và nhà cửa, nhiều người đã bị đuổi ra ngoài. Ngô Bình, binh lính của Đông Hải Vương đến bao lâu rồi? Hoàng Tử Cường, 7-8 ngày rồi, nhưng chủ lực vẫn chưa đến. Chỉ phải vài đội quân dẫn đầu, chắc là thăm dò đường. Ngô Bình cười nhạo, xem ra chức tổng đốc này của tôi đã bị tước bỏ rồi. Hoàng Tử Cường, chắc là thế, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Ngô Bình, bây giờ Long Quốc rất loạn lạc, tôi không muốn tham dự vào đó. Họ muốn nơi này thì cứ cho họ là được. Hoàng Tử Cường sửng sốt, ý cậu là đi khỏi đây. Ngô Bình, tôi sẽ chuyển cả Hưng Long đến Linh Xuyên. Hoàng Tử Cường, người dân xung quanh đây thì sao? Ngô Bình, dù Long Quốc có loạn lạc thế nào, người dân vẫn có thể sống, anh không cần lo. Anh lập tức đánh tiếng với mọi người, sau đó hợp sức với đại thần Côn Ngô để kéo toàn bộ Hưng Long lên. Một mảnh đất có bán kính hàng chục nghìn km vuông và dày 10.000 mét đã được Ngô Bình nâng lên bằng sức mạnh động thiên rồi bay đến Linh Xuyên. Môi trường của Linh Xuyên tốt hơn nơi này, càng dễ sống hơn, hơn nữa kiếm cung ở đó, cũng tiện cho việc chăm lo trong nhà. Một mảnh đất lớn như vậy bay tứ tung khiến rất nhiều tu sĩ kinh hãi, bay về phía tây một đoạn, một tia sáng bỗng rơi xuống, các tu sĩ chặn ở phía trước. Cậu là ai? Sao lại dám đem đất của Long Quốc đi? Đối phương của trách, là một chân tiên. Ngô Bình lười nói nhiều lời với hắn, trực tiếp phóng ra một luồng kiếm quang. Kiếm quang cực kỳ sắc bén, người này cảm giác được uy hiếp tử vong, sợ hãi vội vàng né tránh. Dù vậy, tay áo của hắn vẫn bị kiếm quang chém đứt. Ngô Bình bay đi tiếp, những người ngăn cản đó khiếp sợ ngây người tại chỗ, không dám đuổi theo. Lại bay được một đoạn,
phía sau có vài tu sĩ đuổi theo, có người gào lên, dừng lại. Nếu không sẽ bị giết. Ngô Bình xoay người lại phóng ra một luồng kiếm quang, kích hoạt một kiếm trận trong động thiên. Ầm. Kiếm quang như chớp, thoáng chốc đã đánh tới, những người này không tránh kịp, hét thảm một tiếng, tất cả đều bị gãy tay gãy chân ngã xuống đất. Ngô Bình biết chắc hẳn mấy người này do Đông Hải Vương phái đến, vậy nên anh ta phớt lờ họ và tiếp tục bay đi. Hơn nửa tiếng trôi qua, phía sau có người đuổi theo, một chiếc chiến hạm cực lớn phi nước đại chạy đến, toát ra sát ý kinh người. Ngô Bình cười mỉa, anh đứng lại dương cung rút dây, cây cung như trăng tròn, chiếc cung long xà toát ra sát quang bắn về phía chiến hạm. Một người đàn ông đang ngồi ở ghế chỉ huy trên chiến hạm, hắn ta nhìn mảnh đất rộng lớn trước mặt, lạnh lùng nói, dám đoạt đất của Long Quốc, anh to gan thật đấy, kích hoạt hết tiên pháo nổ tung nơi này cho tôi. Thế nhưng hắn ta vừa phát mệnh lệnh đi, chiếc chiến hạm còn chưa kịp làm gì thì đã có một tia sát ý vụt tới. Trận pháp phòng ngự của chiến hạm được kích hoạt, sát quang đó tấn công chiến hạm, màn sáng phòng hộ bị một mũi tên bắn nổ. Người này đứng phát dậy, hoảng hồn nói, thứ gì thế? Lúc này Ngô Bình kéo dây cung ra lần thứ hai. Chân! Lại thêm một mũi tên ánh sáng bắn về phía chiếc hạm đã mất đi màn sáng phòng hộ. Mũi tên ánh sáng thứ hai đâm thủng chiến hạm, trận pháp trong chiến hạm lần lượt mất tác dụng, sau đó thì tách rời và phát nổ, các tu sĩ bên trên chạy tán loạn. Người đàn ông đang ngồi xổm hoảng hốt, mặt biến sắc, bay lên trời cao, nhìn về hướng Ngô Bình đang đứng với vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Bình hộ tống Thành Hưng Long tiếp tục bay về trước, khí thế của anh bộc phát hết cỡ, uy áp đáng sợ khiến đạo quân cũng phải khiếp sợ, đương nhiên suốt dọc đường cũng không có ai dám sinh sự. Sau mấy tiếng đồng hồ, Thành Hưng Long đến gần kiếm cung Côn Luân thì từ từ hạ xuống. Ngô Bình dùng phép thần thông đào đi một diện tích đất lớn rồi lấp đầy một đầm lầy lớn đầy những trùng độc ở gần đó, biến nó thành một vùng đất màu mỡ có thể trồng trọt. Thành Hưng Long nằm trong phần đất bị lõm xuống, kết hợp với nó một cách hoàn mỹ, thậm chí người dân trong thành còn không cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Sau đó, anh liên kết mạch đất với đất ở đây, giúp Thành Hưng Long chính thức trở thành một bộ phận của Linh Xuyên. Người dân trong thành đều cảm nhận thấy không khí ở đây trong lành hơn, linh khí cũng nhiều hơn nên thi nhau đổ ra đường quan sát. Trời, ngọn núi lớn quá, đây là đâu thế? Có người thốt lên. Tiếp đó, Thành Hưng Long ra thông báo, nói rõ tình hình cho người dân biết. Sau khi biết được mình đã chuyển đến Linh Xuyên, phần lớn mọi người đều thấy bình thường, dù gì thì sống ở đâu mà chả vậy. Chỉ cần Ngô Bình chịu bảo vệ họ thì sống ở đâu cũng được. Hỏa Hoàng Nhi chạy ton ton qua, mỉm cười, nói, bố, đây là kiếm cung Côn Luân mà bố nói đấy sao? Con có thể tu luyện ở bên trong không? Trước đây Hỏa Hoàng Nhi tu luyện kiếm pháp, Ngô Bình không dám để cô bé toàn lực tu luyện, vì anh không có nhiều tài nguyên đến thế. Bây giờ tiền của rủng rỉnh, anh liền cười, nói, được, sau này con sẽ là đệ tử nòng cốt của kiếm cung Côn Luân. Hỏa Hoàng Nhi nghe nói được làm đệ tử nòng cốt thì hai mắt sáng lên, tốt quá rồi. Ngô Bình, Hỏa Hoàng Nhi, bây giờ bố sẽ truyền kiếm pháp chân chính cho con, kiếm pháp này có tên là Thiên Cực Kiếm Kinh, con phải nghe cho kỹ nhé. Thiên phú của Hỏa Hoàng Nhi tốt đến bất ngờ, Ngô Bình chỉ nói một lần mà cô bé đã hiểu rồi, sau đó thì bắt đầu tu luyện, tu vi tăng nhanh như thổi. Chưa được mấy ngày thì Hỏa Hoàng Nhi đã đạt đến tầng 5 của Thiên Cực Kiếm Kinh, cùng lúc đó, tu vi của cô bé cũng tăng chóng mặt, không bao lâu đã lên đến cảnh giới thần hóa. Đương nhiên, mấy ngày nay, vì giúp Hỏa Hoàng Nhi tu hành, Ngô Bình đã đầu tư rất nhiều, tiền trong túi cũng bốc hơi rất nhanh. Hôm nay, Hỏa Hoàng Nhi sắp vượt Long Môn, Ngô Bình có kinh nghiệm đầy mình nên anh đã mượn Long Môn ở chỗ Chu Nguyên Thông về và dắt cô bé đến học phủ truyền kỳ để đột phá ở thiên giới. Anh tìm đến Triệu Hàn Sơn nói rõ mục đích của mình, Triệu Hàn Sơn hơi khó xử, nói cậu Ngô, khởi động thiên giới sẽ tiêu tốn rất nhiều, cậu đã đến đó rồi bây giờ còn đi nữa thì chỉ e hội trưởng lão của học viện sẽ có ý kiến. Ngô Bình, có ý kiến gì? Tôi sẽ tự chịu chi phí khởi động thiên giới. Triệu Hàn Sơn ngây ra, cậu muốn tự chi trả sao? Chuyện này. Ngô Bình, trưởng lão Triệu, không được sao? Triệu Hàn Sơn cười mếu, được thì được, chỉ là chi phí khởi động thiên giới vô cùng lớn,
một ngày phải mất đến hơn 100 tỷ đồng thần long. Ngô Bình, không sao, nhiều nhất thì tôi chỉ dùng 1-2 ngày thôi, 1-200 tỷ đồng thần long thì tôi có. Triệu Hàn Sơn thấy anh kiên quyết thì chỉ đành nói, thôi được, cậu Ngô, xin chờ một lát, để tôi đi thương lượng với các trưởng lão chút. Dù gì thì Ngô Bình cũng là thiên tài số 1 của học phủ truyền kỳ, nắm giữ một nửa tài nguyên của học phủ, vì vậy các trưởng lão vẫn phải nể mặt anh. Triệu Hàn Sơn nhanh chóng quay lại, cười, nói cậu Ngô, các trưởng lão và viện trưởng đã đồng ý, cậu định khi nào khởi động? Ngô Bình, bây giờ luôn đi. Triệu Hàn Sơn nhìn Hỏa Hoàng Nhi rồi cười, hỏi, được, không biết vị này là gì của cậu? Ngô Bình, con gái tôi. Triệu Hàn Sơn ngây ra, thầm nghĩ con gái cậu lớn thế này rồi sao, có điều ông ta cũng không nói gì, chỉ nói cậu Ngô, đường đến thiên giới đã mở, có thể vào được rồi. Hai bố con vào thiên giới, đôi mắt xinh đẹp của Hỏa Hoàng Nhi sáng lên, cô bé nói, bố, chỗ này thật thoải mái. Ngô Bình, đột phá Long Môn ở đây sẽ tốt hơn, Hỏa Hoàng Nhi, bắt đầu đi. Anh thả Long Môn ra nhưng Hỏa Hoàng Nhi lại nói, bố, con không cần Long Môn. Ngô Bình ngây ra, không cần Long Môn sao? Hỏa Hoàng Nhi, thứ mà con sắp đột phá gọi là Hoàng Biến. Cô bé vừa dứt lời thì bay lên cao, không trung bỗng xuất hiện một ngọn núi thần khổng lồ, cao đến vạn dặm. Núi thần vô cùng hùng vĩ khiến Ngô Bình vô cùng phải giật mình. Hỏa Hoàng Nhi bay vút lên trời cao, bay về phía núi thần đó. Mỗi khi bay đến một độ cao nhất định thì cơ thể của cô bé lại thay đổi một lần, liên tục thay đổi 8 lần thì cô bé mới bay đến đỉnh núi và trải qua quá trình biến hóa thần hoàng lần thứ 9 ở đó. Sau khi lột xác, khí tức của Hỏa Hoàng Nhi còn đáng sợ hơn cả Ngô Bình, cô bé từ từ đáp xuống, cười, nói, bố, Hoàng Biến của con so với Long Biến thì sao? Ngô Bình vui mừng, nói, khá lắm, còn hay hơn cả Long Biến tầng 5 của bố. Hỏa Hoàng Nhi, bố, vẫn còn sớm, con muốn đột phá thiên cực kiếm kinh ở đây. Ngô Bình, Hỏa Hoàng Nhi tiếp tục tu luyện thiên cực kiếm kinh và một mạch tu luyện đến tầng 10 kiếm ảnh. Kiếm ảnh của Hỏa Hoàng Nhi không giống với của Ngô Bình, mỗi luồng kiếm ảnh của cô bé đều có hình ảnh một thần phược, rất thần kỳ, uy lực kinh người. Ngô Bình cười, nói, hết một ngày rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Ngô Bình rời khỏi thiên giới thì trả cho Triệu Hàn Sơn 100 tỷ đồng thần long. Triệu Hàn Sơn cười, nói cậu Ngô, là đệ tử của học phủ truyền kỳ, cậu có thời gian thì thường xuyên ghé chơi. Ngô Bình hỏi, thầy Triệu, học phủ có chuyện gì sao? Triệu Hàn Sơn nói, học phủ truyền kỳ đưa ra một loạt các nhiệm vụ cho đệ tử, trong đó các nhiệm vụ khó có rất nhiều phần thưởng, tôi thấy cậu Ngô không tham gia thì tiếc lắm. Ngô Bình, còn có nhiệm vụ cho đệ tử nữa sao? Thấy ở đâu thế? Triệu Hàn Sơn, mời đi theo tôi. Triệu Hàn Sơn dẫn Ngô Bình đến một đại điện, bên trong có một tấm bia đá, trên bia đá có dán rất nhiều nhiệm vụ cho đệ tử. Nhiệm vụ thấp nhất của học phủ truyền kỳ là nhiệm vụ cấp 1, cao nhất là nhiệm vụ cấp 100. Tính đến hiện tại, nhiệm vụ cao nhất mà học phủ đã công bố là nhiệm vụ cấp 74. Triệu Hàn Sơn nói, cậu Ngô, những nhiệm vụ này đều có thể nhận. Ngô Bình liếc sơ qua, phát hiện từ nhiệm vụ cấp 60 trở đi, phần thưởng sẽ khá phong phú. Chẳng hạn như nhiệm vụ cấp 60 là giết một con yêu cấp chân tiên, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể có được phần thưởng 100 triệu đồng thần long. Anh nói với Hỏa Hoàng Nhi, bây giờ thực lực của con không tệ, giao cho con mấy nhiệm vụ này đấy. Anh nói xong thì gỡ hết toàn bộ những thông báo nhiệm vụ từ cấp 60 trở lên xuống, giao cho Hỏa Hoàng Nhi. Hỏa Hoàng Nhi cười he he, bố, nhất định con sẽ hoàn thành thật nhanh. Các đệ tử đến nhận nhiệm vụ đều ngây ra, đến nhiệm vụ cấp 50 họ cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới dám nhận, vậy mà người này lại dám nhận một hơi toàn bộ các nhiệm vụ khó, anh ta điên rồi sao? Hai bố con cũng không quan tâm người khác bàn tán mà chỉ rời khỏi học phủ truyền kỳ và thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giết một ác yêu, con ác yêu này sống trong một khu rừng rậm bí mật, nó thường xuyên chạy ra ngoài, đến khu vực sinh sống của loài người, ăn thịt con người, đến giờ số người bị yêu quái ăn thịt đã lên đến hơn 1 vạn người, trong đó còn có hơn 100 tu sĩ.
Hai bố con đến bìa rừng thì Ngô Bình nói, để bố dụ nó ra. Hỏa Hoàng Nhi, bố, không cần đâu, để con gọi nó ra. Ngô Bình ngây ra, con gọi nó ra sao? Lẽ nào nó lại nghe lời con? Hỏa Hoàng Nhi cười, nói con thử xem. Cô bé thét lên lảnh lót, chưa được vài phút, khu rừng có tiếng động lớn vang lên, con sói một mắt khổng lồ với bộ lông màu xám bạc xông ra, cơ thể dài đến 100 mét, một con mắt đã bị mù. Con sói yêu nhìn Hỏa Hoàng Nhi với ánh mắt kinh sợ, chu lên không ngừng. Hỏa Hoàng Nhi, đừng kêu nữa, bố tao thiếu tiền tiêu, tao phải giết mày để làm nhiệm vụ. Bàn tay cô bé vung lên, hàng trăm ngàn kiếm ảnh xuất hiện, lập tức chặt con sói yêu có thực lực rất mạnh mà ngay cả chân tiên cũng rất khó đánh bại này. Ngô Bình thu thi thể sói vào, cười nói, khá lắm, kiếm ảnh của con có uy lực mạnh hơn bố. Hỏa Hoàng Nhi, bố, đi tìm mục tiêu tiếp theo đi. Cứ thế hai bố con bắt đầu hành trình làm nhiệm vụ, từ dễ đến khó, ban đầu là nhiệm vụ cấp 60, sau đó là cấp 62, rồi cấp 64. Hỏa Hoàng Nhi không có áp lực với nhiệm vụ trước cấp 70, nhưng khi đạt đến nhiệm vụ cấp 70, Ngô Bình hơi lo lắng. Nhiệm vụ này là tiêu diệt một ma đầu này ẩn náu trong một cái hang trên sa mạc, dưới trướng có hàng vạn ma binh, ma tướng. Bản thân ma đầu là tu vi đạo quân, muốn đánh bại nó chắc chắn là rất khó. Hai người đến gần hang lập tức bị ma binh phát hiện, mấy ngàn ma binh lao ra khỏi hang về phía hai người. Một chiêu của Ngô Bình, kiếm quang tung hoành, hàng ngàn yêu binh này đã bị chặt đầu và tất cả đều chết. Anh cao giọng nói, ma đầu, ra đây chịu chết đi. Một luồng khói đen bay ra từ trong động, ngưng tụ thành một người đàn ông cao lớn, toàn thân được bao phủ bởi vảy đen, hai mắt quái dị như mắt thằn lằn, mũi giống miệng đại bàng, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng dài nhọn màu đen, bên trên có hình thù kỳ quái. Ma đầu gầm lên một tiếng rồi lao về phía Ngô Bình và Hỏa Hoàng Nhi với tốc độ cực nhanh. Hỏa Hoàng Nhi bước đến đỡ, cô bé cầm kiếm thái giáp mà Ngô Bình tặng, thoáng chốc đã chém ra mấy trăm kiếm. Keng keng keng. Ma đầu bị đánh liên tiếp mấy kiếm, vảy trên người bị kiếm thái giáp sắc bén chém tan tác, có chỗ máu thịt tung tóe, có thể nhìn thấy xương bên trong. Ma đầu đau đớn. Bỗng nắm lấy vai Hỏa Hoàng Nhi nhưng khi tay nó chạm vào Hỏa Hoàng Nhi thì cứ như bị điện giật, cả người bỗng cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Chết đi! Phụt! Kiếm quang lóe lên, Hỏa Hoàng Nhi nhẹ nhàng chém đầu ma đầu. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh hỏi, Hoàng Nhi, thực lực của ma đầu này không hề kém, tại sao lúc nãy không đánh trả? Hỏa Hoàng Nhi cười nói, thể chất của con khắc chế được nó. Nó không chạm vào con thì đỡ, vừa chạm vào con thì xong đời nó rồi. Ngô Bình đang định đi làm nhiệm vụ tiếp theo thì miếng bùa ngọc trên người anh đột nhiên sáng lên, có nghĩa là Hưng Long có điều gì đó không ổn, anh vội vã quay về với Hỏa Hoàng Nhi. Khi đến gần Côn Luân Kiếm Cung thì nhìn thấy một con lôi long đang hoành hành trên không trung, nó liên tục phun ra những quả cầu sấm sét về phía Long Thành. Cũng may Long Thành có một đại trận do anh bố trí và có đại thần Côn Ngô bảo vệ. Hơn nữa đại trận của Côn Luân Kiếm Cung cũng bắn đến đây, thế nên quả cầu sấm sét không gây hại cho người dân trong thành. Ngô Bình nổi giận phóng ra kiếm quang đánh trúng lôi long bị gãy làm đôi nhưng ngay sau đó, nó đã được nối lại và tiếp tục phun những quả cầu sấm sét về phía Hưng Long. Hỏa Hoàng Nhi, bố, có người đứng sau điều khiển lôi long này. Ngô Bình mở nhìn thấu vạn vật ra quan sát. Phát hiện cách đó không xa có một thanh niên chắp tay hướng về nhau, trong lòng bàn tay có một con rồng nhỏ đang bơi lượn, động tác giống hệt con lôi long này. Chết đi! Anh vung một đường kiếm quang chém về phía thanh niên đó, thanh niên như đã có cảm ứng từ trước lập tức kích phát một bùa chú, hắn bỗng chốc biến mất, kiếm quang của Ngô Bình rơi vào khoảng không. Sau đó, con lôi long trên không cũng biến mất. Ngô Bình nổi giận, anh hỏi, người nào ra tay đấy? Một bóng người xinh đẹp bay đến từ kiếm cung, chính là Linh Vi. Linh Vi nói, sư đệ, lôi long kia chắc là một trong 9 bùa rồng của cửu lôi thiên vực, bùa lôi long. Ngô Bình nheo mắt, lại là cửu lôi thiên vực. Anh đã từng chém đầu tử lôi thiên quân, sau đó con trai của tử lôi thiên quân là Dạ Cuồng Đồ đến báo thù, nhưng bị anh giết đánh lui. Xem ra rất có thể lần này người ra tay là Dạ Cuồng Đồ.
Linh Hy nữ đế chạy đến nói, đối phương vốn dĩ muốn đánh úp bất ngờ, người đối phó với cả thành phố này bằng lôi long, tâm tư tàn độc. Ngô Bình nói, xem ra tôi phải đến chỗ cửu lôi tiên vực một chuyến rồi. Linh Hy, sư đệ, cửu lôi phổ hóa thiên tôn đã luyện hóa lôi thần thượng cổ, thực lực rất mạnh, cậu nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình, tôi biết rồi, nhưng nếu không tiêu diệt người này, tôi ăn ngủ không yên. Ngẫm nghĩ một chốc, anh bảo mọi người bảo vệ tốt cho mảnh đất, còn anh đi tìm Chu Nguyên Thông. Chuyến đi này, chuyện đầu tiên muốn làm là trả lại Long Môn, thứ hai là tìm hiểu tình hình của cửu lôi tiên vực. Chu Nguyên Thông là người hiểu biết rộng, có nhiều bạn, khi biết được tình huống của Ngô Bình, hắn không khỏi nhíu mày, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải khách sáo với cửu lôi tiên vực này, người ở nơi đó quả thực rất khó mà đối phó. Ngô Bình, em từng định thay đổi bề ngoài đi vào cửu lôi tiên vực tu luyện, anh nghĩ cách này được không? Chu Nguyên Thông, nếu thay đổi diện mạo, dĩ nhiên có thể vào cửu lôi tiên vực, chỉ là cửu lôi tiên vực có yêu cầu khác nhau với đệ tử và thế giới bên ngoài, có thể được xem trọng hay không còn phải phụ thuộc vào thân thể và mức độ tương tác của sấm sét. Ngô Bình, cái này thì không sao, em có hiểu biết rất chắc chắn về ý nghĩa sấm sét. Chu Nguyên Thông, thế thì dễ dàng rồi. Tam đế, anh nhờ một người bạn dẫn chú tới đó, chú giả làm con cháu của người bạn này, chú nghĩ ổn không? Ngô Bình, như thế, ngộ nhớ em gây chuyện thì có liên lụy đến bạn của anh không? Chu Nguyên Thông cười nói, thân phận của bạn anh cũng là giả, nhưng danh tiếng rất lớn, nếu chú gặp phiền phức, cậu ấy bỏ thân phận này là được. Ngô Bình gật đầu, vâng, chuyện này nhờ anh rồi. Chu Nguyên Thông, trước hết anh liên hệ với cậu ấy, chú đợi vài ngày, có tin tức gì anh sẽ thông báo với chú. Tạm biệt Chu Nguyên Thông, Ngô Bình về lại Hưng Long thì gặp Thượng quan Linh Nhi. Thượng quan Linh Nhi vẫn sống ở đây, bố bị hại nên cô ấy cứ ủ rũ cả ngày, lúc này nghe nói Ngô Bình muốn đến cửu lôi tiên vực bền vội hỏi, chồng ơi, anh có nắm chắc không? Ngô Bình, dù thế nào anh cũng sẽ trả thù cho bố vợ. Anh đi điều tra rõ ràng tình hình trước, tìm cơ hội trả thù. Thượng quan Linh Nhi, chồng à, nếu chuyện không ổn thì quay về trước, đừng để nguy hiểm. Ngô Bình, anh biết rồi. Ngô Bình yên ổn ở nhà tu luyện liên tục mấy ngày, mãi đến 3 ngày sau, anh mới nhận được tin tức của Chu Nguyên Thông bèn vội vàng chạy tới. Trong nhà của Chu Nguyên Thông, một người đàn ông anh tuấn cường tráng đang ngồi trong đại sảnh, tu vi của người này rất cao. Đã là cảnh giới giai đoạn ba chân tiên. Chu Nguyên Thông cười nói, Tam đệ, anh giới thiệu với chú đây là bạn vào gia sinh tử của anh Thạch Trung Quân. Thạch Trung Quân quen biết rất nhiều nhân vật tầm cỡ ở cửu lôi tiên vực, cậu ấy sẽ dẫn chú đi là thích hợp nhất. Thạch Trung Quân nhìn Ngô Bình cười nói, anh Chu, người có thể được anh xem trọng quả nhiên siêu phàm. Chu Nguyên Thông nói, đúng thế, người anh em này của tôi có tư chất vô địch thiên hạ. À phải rồi, không phải anh muốn luyện chế một loại đan dược sao? Chuyện này anh tìm tam đệ của tôi là được. Thạch Trung Quân, cậu Ngô, thân phận hiện tại của tôi là Thạch Trung Quân, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, về sau chúng ta là bạn. Ngô Bình, anh Thạch, làm phiền anh rồi. Thạch Trung Quân, đừng khách sáo, tôi cũng có việc nhờ cậu. Tôi muốn luyện chế một loại đan dược, người anh em có thể giúp tôi không? Ngô Bình, không biết anh Thạch muốn luyện đan gì. Thạch Trung Quân, đây là phương thuốc, người anh em xem qua, nói rồi ông ấy đưa một miếng ngọc sang, trên đó có khắc một đơn thuốc. Ngô Bình liếc nhìn, phương thuốc này không có tên, dược liệu được sử dụng đều là dược liệu thiên ngoại. Anh ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, anh Thạch, đan dược của anh là dùng để bảo vệ đạo tâm. Thạch Trung Quân cười nói, người anh em hay thật. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà cậu đã có thể đoán ra mục đích của viên đan dược này. Đúng thế, tôi khó khăn lắm mới lấy được viên đan này, nó tên là đạo tâm đan, tác dụng của nó là tôi luyện đạo tâm. Đạo tâm là một trong số những nền tảng của Đạ La, cực kỳ quan trọng, tất nhiên muốn luyện chế đạo tâm đan này cũng vô cùng khó. Ngô Bình, bao giờ thì anh Thạch cần đạo tâm đan? Thạch Trung Quân, trong vòng 3 năm. Ngô Bình, đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu chưa? Thạch Trung Quân, còn thiếu mấy thứ, tôi đang tìm. Ngô Bình, nếu tôi trở thành thiên tiên trong vòng 3 năm thì có thể thử xem.
Thạch Trung Quân vui mừng khôn xiết, tốt quá. Người anh em, không giấu gì, tôi đã tìm đến rất nhiều thầy luyện đan nhưng họ đều không thể làm được, chỉ có cậu nói cậu có thể thử xem. Chu Nguyên Thông, em ba của tôi nói thử xem thì chắc chắn trên 90% đã nắm chắc rồi. Thạch Trung Quân bật cười rồi nói, có thể biết được với cậu quả thật là phúc ba đời của tôi. Anh Chu, tôi muốn kết nghĩa anh em với người anh em này. Chu Nguyên Thông trợn mắt, anh muốn kết nghĩa nhưng em ba của tôi chưa chắc đồng ý thì sao? Thạch Trung Quân cười nói, người anh em, tôi và đại ca của cậu là tình nghĩa huynh đệ cả đời, nếu cậu có thể kết nghĩa với cậu ấy, dĩ nhiên tôi cũng có thể kết nghĩa với cậu. Ngô Bình thầm nói logic gì kỳ vậy? Chu Nguyên Thông, anh Thạch, nếu đã kết nghĩa thì phải lộ thân phận thật của anh đi chứ? Thạch Trung Quân cười nói, đương nhiên rồi. Ông ấy nhìn về phía Ngô Bình, nghiêm túc nói, người anh em, thật ra tôi đến từ một thế giới khác. Thần tộc tiến hành thanh tẩy nơi đó, các đại thiên kiêu đều đã chết, tôi là một trong số ít các đạo tổ chạy thoát. Ngô Bình sửng sốt, anh Thạch là đạo tổ. Thạch Trung Quân thở dài, mặc dù tôi là đạo tổ nhưng phần đại đạo còn thiếu ở các giới khác nhau cũng không giống nên khi đến đây, tôi chỉ có thể bế quan, phóng thích hóa thân, tu hành lại lần nữa ở đây. Chu Nguyên Thông, đời trước anh Thạch đã cứu anh một mạng, anh cũng cứu anh ấy một mạng. Ngô Bình bỗng nghĩ đến điều gì đó hỏi, anh Thạch, đại đạo khiếm khuyết của hai khuyên giới khác nhau, vậy chúng có chứng thực lẫn nhau không? Thạch Trung Quân cười nói, người anh em chỉ nghe một chút là đã có thể nhìn thấu rồi. Đúng thế, chuyện tôi đang làm là biến ra hóa thân tìm hiểu thiên đạo trong khuyên giới này. Chu Nguyên Thông, không dễ như vậy. Mỗi người tìm hiểu thiên đạo thì sẽ không giống nhau, không dễ chứng thực như vậy đâu. Thạch Trung Quân, nhưng Trung Quy vẫn là một cách. Hai người nói chuyện một hồi, Ngô Bình đã hiểu được phần nào về thế giới mà Trung Thạch Quân sống, đồng thời anh cũng biết môi trường khắc nghiệt mà các tu sĩ loài người trong khuyên giới phải đối mặt. Trung Thạch Quân, người anh em, đợi đến khi cậu lĩnh hội được thiên đạo thì tôi có thể truyền thụ thiên đạo cho cậu. Ngô Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi, đại ca, ở thời đại của Thiên Nguyên Đạo Tổ và Huyền Hoàng Đạo Tổ, thiên đạo có khuyết điểm sao? Chu Nguyên Thông, hai người này là người chứng đạo đầu tiên, khi đó thiên đạo còn chưa hoàn chỉnh. Ngô Bình động lòng, nói như thế nếu có thể lấy được hai vị đạo tổ truyền thừa thì có thể lĩnh ngộ thiên đạo hoàn chỉnh. Chu Nguyên Thông, nói thì nói thế nhưng đại đạo của mỗi người đều khác nhau, hơn nữa không thể bị vượt qua. Muốn lĩnh hội được thiên đạo từ trong đạo của người khác khó gấp 10 lần tự mình lĩnh ngộ thiên đạo. Ngô Bình, xem ra cách tốt nhất là tu hành thiên ngoại. Chu Nguyên Thông, bây giờ nghĩ đến việc này còn quá sớm. Em ba, nếu anh Thạch có lòng, chỉ bằng chúng ta cùng kết nghĩa đi. Anh Thạch lớn tuổi nhất, sau này anh ấy là đại ca, anh sẽ là nhị ca, chú vẫn là em ba. Ngô Bình cười nói, được, em xin chào đại ca, nhị ca. Thạch Trung Quân vui mừng, ba người chính thức kết nghĩa anh em, không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm. Sau khi kết bái, Ngô Bình mới biết vị đại ca này có hơn 10 thân phận trên thế giới, đa số đều là những người có tiếng tăm lẫy lừng và có nhiều mối quan hệ. Thạch Trung Quân nói, em ba, mục đích đến Cửu Lôi Thiên Vực lần này của em là gì thế? Ngô Bình, dò la tình hình, giết chết Dạ Cuồng Đồ. Thạch Trung Quân, Dạ Cuồng Đồ, chắc không phải nhân vật quan trọng gì. Ngô Bình, nếu có cơ hội, em sẽ giết cả Cửu Tiên Phổ Hóa Thiên Tôn. Thạch Trung Quân nói, anh sợ sẽ không giết được Phổ Hóa Thiên Tôn dễ đâu. Thực lực của ông ta mạnh hơn những đạo quân bình thường, hơn nữa ông ta đang cố gắng hết sức để luyện hóa lôi thành. Ngô Bình, nghe nói ông ta đã luyện hóa cửu bộ thần lôi. Thạch Trung Quân, không phải luyện hóa thật mà chỉ là điều khiển cửu bộ thần lôi, là mấu chốt luyện hóa lôi thành, nhưng hiện tại ông ta vẫn chưa làm được. Ngô Bình, đại ca, Cửu Lôi Thiên Vực này có lai lịch thế nào? Thạch Trung Quân, nói ra thì khá dài. Năm đó, một vị thái cổ chân hoàng có thực lực khá mạnh đã giết chủ nhân của sấm sét, cơ thể của chủ nhân của sấm sét rơi xuống đất tạo thành Cửu Lôi Thiên Vực hiện tại. Nhưng thái cổ chân hoàng đó cũng bị thương nặng. Không lâu sau đó cũng chết, nghe nói cũng được chôn cất trong Cửu Lôi Tiên Vực, sau đó một số tu sĩ tiên đạo đến đây để tu luyện rồi dần được gọi là Cửu Lôi Tiên Vực.
Ngô Bình, hóa ra là được biến thành từ cơ thể của chủ nhân của sấm sét, có thể làm cho Thái Cổ Chân Hoàng bị thương, thực lực của chủ nhân của sấm sét khủng khiếp thật. Thái Cổ Chân Hoàng là hoàng giả trong thời đại của Thái Cổ Chân Nhân, là sự tồn tại mạnh nhất trong Thái Cổ Chân Nhân, nếu chủ nhân của sấm sét có thể khiến Thái Cổ Chân Hoàng bị thương thì thực lực của ông ta phải rất đáng sợ. Pháp bảo của chủ nhân sấm sét là Lôi Thành, có thể không phải là thứ mà một Phổ Hóa Thiên Tôn có thể luyện hóa. Thạch Trung Quân nói, nghe đồn mục đích năm đó khi Thái Cổ Chân Hoàng giết chủ nhân của sấm sét là để chiếm được Lôi Thành, nhưng tiếc là ông ta đã thất bại. Ngô Bình, nếu Lôi Thành đã quan trọng như thế, tại sao thần tộc không giành lấy nó? Thạch Trung Quân, bên trong Cửu Lôi Tiên Vực có sức mạnh của Thái Cổ Chân Hoàng, thần tộc không dám vào trong, hơn nữa cho dù thần tộc đi vào, cũng không thể luyện hóa Lôi Thành. Sau khi biết được tình hình của Cửu Lôi Tiên Vực, Ngô Bình càng muốn đến đó, với tư cách là Thái Cổ Chân Nhân, anh thực sự rất muốn tìm kiếm dấu vết mà Thái Cổ Chân Hoàng để lại, đi theo những bước chân của người đi trước rồi khám phá thêm về những bí mật liên quan đến Thái Cổ Chân Nhân. Chu Nguyên Thông, đại ca, anh định dẫn theo em ba đến đó thế nào? Thạch Trung Quân, anh có một vài mối quan hệ với người trong Cửu Lôi Tiên Vực, đến lúc đó anh nhờ em ba giả làm người thân của anh. Nói anh bận tu luyện nên không có thời gian để chăm sóc cho em ấy, vì thế hy vọng em ấy có thể tu luyện trong Cửu Lôi Tiên Vực. Chu Nguyên Thông, thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao cứ nhất quyết phải đến Cửu Lôi Tiên Vực tu hành, chung quy tìm một cái lý do phải đi. Ngô Bình suy nghĩ một hồi rồi nói, cứ nói em và bố mẹ xa cách đã nhiều năm, bố mẹ em ở Cửu Lôi Tiên Vực, em đến đó để tìm lại bố mẹ đã xa cách nhiều năm đó. Thạch Trung Quân gật đầu, ừ được cứ nói vậy đi. Người bạn ở Cửu Lôi Tiên Vực của anh cũng có thực lực khá mạnh, tên là Xích Lôi Thiên Quân. Ngô Bình nghĩ đến Tử Lôi Thiên Quân hỏi, những biệt hiệu Tử Lôi, Xích Lôi này có căn cứ không? Thạch Trung Quân cười nói, đây là vị trong Cửu Lôi Tiên Vực có 9 loại lôi khí, chúng có màu sắc khác nhau, hấp thu lôi khí khác nhau, người đạt đến tu vi nhất định thường có tên là Tử Lôi, Xích Lôi. Ngô Bình, thì ra là thế. Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn đã hấp thụ lôi khí nào? Thạch Trung Quân, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn hấp thu 9 loại lôi khí nên được xưng là Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Đương nhiên, còn có một số người hấp thu 3 hay 5 loại lôi khí, những người này thường được thêm các tiền tố Tam Lôi, Ngũ Lôi vào tên, ví như Ngũ Lôi Thiên Quân, Tam Lôi Đạo Nhân, v.v. Chu Nguyên Thông, anh cả, với tố chất của em ba chắc chắn có thể nổi danh ở Cửu Lôi Tiên Vực. Nhờ bạn anh chiếu cố nó nhiều hơn chút. Thạch Trung Quân, chuyện nhỏ. Em ba, chú phải thay đổi ngoại hình đi, trẻ trung một chút, tầm 17-18 là tốt nhất. Sở trường của Ngô Bình là biến hình, anh lắc người một cái đã hóa thành một cậu thiếu niên 17-18 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, phong thái phi phàm. Thạch Trung Quân, em ba, đẹp trai quá không tốt, bình thường chút. Ngô Bình bất lực, bèn hơi thay đổi diện mạo. Hóa thành một cậu thiếu niên trông khá bình thường, nhìn hơi ngốc ngốc. Thạch Trung Quân vỗ tay, tốt quá, ngoại hình thế này là tốt nhất, dễ khiến người ta tin tưởng. Ngô Bình, anh cả, vậy tên em là gì? Thạch Trung Quân, chú chọn bừa một cái tên đi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, vậy tên Trương Tiểu Bình đi. Trương Tiểu Bình là tên anh dùng để gia nhập vào Thiên Địa Kiếm Tông, bây giờ đúng lúc lấy ra dùng. Thạch Trung Quân, Trương Tiểu Bình được. Ba anh em bàn bạc chi tiết thêm một lúc nữa, Thạch Trung Quân mới dẫn Ngô Bình tới Cửu Lôi Tiên Vực. Hai người phi độn mấy canh giờ, trong vũ trụ vô biên, anh nhìn thấy một thế giới được bao bọc bởi lôi khí 9 màu. Thế giới này to hơn rất nhiều so với thế giới nơi có đại lục Côn Luân. Hai người bay thẳng vào trong lôi khí, sau đó nhanh chóng đáp xuống. Họ đáp xuống một bình nguyên rộng lớn. Dưới chân là thảo nguyên mênh mông, cỏ dại cao đến mấy mét. Vừa đáp đất, Ngô Bình đã cảm nhận trong không khí nồng đượm sức mạnh sấm sét khiến anh thấy vô cùng thoải mái. Trong người anh có lôi hồn điện phách, rất thích môi trường ở đây. Anh hít sâu một hơi rồi nói, anh cả, nơi này tốt thật, em phải tới đây từ sớm mới phải. Thạch Trung Quân sáng cả mắt lên, xem ra thể chất của em ba cực kỳ thích hợp để tu luyện công pháp hệ lôi. Đi thôi, anh dẫn em đi gặp Xích Lôi Đạo Quân. Thạch Trung Quân thi triển độn pháp,
chẳng mấy chốc đã tới trước một thành trì cực lớn, trước cửa thành đông đúc, người ra kẻ vào nườm nượp. Em ba, đây chính là một trong 9 thành trì chủ chốt của Cửu Lôi Thiên Vực, thành Hạ Vương. Xích Lôi Thiên Quân ở đây. Thạch Trung Quân lấy ra một tấm lệnh bài, dẫn Ngô Bình bay vào thành. Họ bay tới trước một cánh cửa to lớn trang nghiêm, trước cửa có người canh gác, nhìn thấy lệnh bài trong tay Thạch Trung Quân, lính gác vội chào, bái kiến Thiên Quân. Thạch Trung Quân, tôi là bạn của ông chủ Xích Lôi Thiên Quân nhà mấy cậu, mau đi thông báo. Rõ, một người vội đi thông báo. Chưa đầy nửa phút sau, một giọng cười đã truyền ra, anh Thạch, cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Sau đó một bóng người lừng lững xuất hiện, ông ấy mặc đạo bào màu đỏ, râu tóc cũng đỏ, miệng rộng mũi to, khẽ cười đón tiếp. Thạch Trung Quân ôm quyền nói, lâu rồi không gặp chú em. Người này chính là Xích Lôi Thiên Quân, ông ấy cười nói, mời vào phủ. Hai người tới một căn phòng lớn rồi ngồi xuống, Thạch Trung Quân giới thiệu Ngô Bình, đây là con của một người họ hàng của anh, từ nhỏ đã lạc mất cha mẹ cậu ấy đều đang ở Cửu Lôi Thiên Vực. Gần đây anh phải bế quan tu luyện nên không có thời gian chăm sóc nó. Anh nghĩ không biết chú em Xích Lôi có thể cho nó ở nhờ trong phủ một khoảng thời gian được không? Xích Lôi Thiên Quân cười nói, em và anh là bạn tâm giao, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu, thằng bé này ở bao lâu cũng được. Thạch Trung Quân, lần này cậu ấy tới đây chủ yếu là để tìm kiếm cha mẹ của mình. Xích Lôi Thiên Quân nhìn Ngô Bình hỏi, cậu bé, cậu tên gì? Ngô Bình đứng dậy, chất phát trả lời, thưa tiền bối, cháu tên Trương Tiểu Bình, năm nay 18 tuổi ạ. Xích Lôi Thiên Quân cười, là một đứa trẻ thành thật. Được, sau này cậu cứ ở phủ của tôi, cần gì cứ nói với tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Ngô Bình, cảm ơn tiền bối ạ. Sau đó Thạch Trung Quân và Xích Lôi Thiên Quân hàn huyên chuyện xưa, Ngô Bình không chen được lời nên chỉ yên lặng ngồi bên lắng nghe. Xích Lôi Thiên Quân thấy anh không có gì làm nên nói với quản gia, gọi cô chủ tới đây. Một lát sau, một cô gái mặc váy đỏ đi vào, xinh đẹp như hoa, khuynh nước khuynh thành. Cô ấy bái chào Thạch Trung Quân trước rồi mới hỏi, cha tìm con có chuyện gì ạ? Xích Lôi Thiên Quân chỉ Ngô Bình nói, cậu ấy là Trương Tiểu Bình, sau này sẽ sống ở nhà chúng ta, con chuẩn bị cho cậu ấy một căn phòng, sau đó dẫn cậu ấy đi một vòng cho quen nhà. Cô gái váy đỏ nhìn Ngô Bình, thấy anh ngơ ngơ, nói, vâng ạ. Cô ấy tới trước mặt Ngô Bình, cậu Trương, mời cậu đi theo tôi. Ngô Bình gật đầu. Đi theo cô ấy ra ngoài, ra khỏi phòng khách, cô gái không khách sáo như lúc nãy nữa, hỏi Ngô Bình với giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, cậu có tu vi gì? Ngô Bình, thưa chị, bây giờ em đang ở cảnh giới động thiên ạ. Cô gái tỏ vẻ khinh thường, mới tới động thiên à, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Ngô Bình, em 18 ạ. Cô gái, lúc chị 18 đã là bất tử tiên quân rồi. Ngô Bình, tiên quân cơ ạ. Chị thật lợi hại. Không có gì lấy lòng hiệu quả bằng nịnh nọt cả. Cô gái nói, chị tên Liễu Nhan. Ngô Bình, chị Liễu Nhan, chị đẹp thật đấy, chắc chắn chị là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Lôi Thiên Vực đúng không ạ? Ấn tượng của Liễu Nhan với Ngô Bình lập tức thay đổi một chút, cảm thấy thằng nhóc ngơ ngác này dường như cũng có mắt nhìn người đấy. Cô ấy cười nói, đệ nhất mỹ nhân thì không dám nhận, sau này đừng nói những lời này nữa, khéo người ta cười cho. Ngô Bình chà mũi, dù sao thì trong số những cô gái mà em đã từng gặp, chị Liễu Nhan là xinh đẹp nhất. Liễu Nhan khẽ cười, quá khen rồi, đúng rồi, trước đây cậu tu hành ở đâu? Ngô Bình, một môn phái nhỏ thôi ạ, sau này bị tông môn khác tiêu diệt, em không có nhà để về nên tới tìm Thạch tiền bối. Liễu Nhan, sau này cậu cứ ở nhà chị tu hành đi. Tuy nhà chị không có nhiều công pháp lợi hại nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với mấy môn phái nhỏ. Ngô Bình cười nói, chị Liễu Nhan, sau này em gọi chị là chị Nhan nhé. Chị gọi em là Tiểu Bình được rồi, đừng gọi em là cậu Trương nữa. Liễu Nhan, cũng được. Cô ấy dẫn Ngô Bình tới một căn phòng rồi nói, chỗ này vốn dĩ là chỗ ở của em trai chị, bây giờ nó không có ở nhà, cậu vào ở đây đi. Ngô Bình thấy môi trường ở đây không tệ, gật đầu cảm ơn chị Nhan. Liễu Nhan, Tiểu Bình, em cần gì cứ nói với chị,
chị sẽ cố gắng sắp xếp cho em. Ngô Bình, vâng, chị Nhan, em nghe nói người lợi hại nhất ở Cửu Lôi Thiên Vực là Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn ạ. Liễu Nhan, đúng là thực lực của Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn rất mạnh, nhưng không phải là mạnh nhất. Trong Cửu Lôi Thiên Vực còn hai vị lão tổ, bọn họ cũng đã hấp thu được 9 loại lôi khí. Trong số 9 vị lôi thần, hai lão tổ có thể điều động 4 vị, còn Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn thì chỉ có thể điều động 3 vị thần linh thôi. Ngô Bình, chị Nhan, có phải hấp thu được càng nhiều lôi khí sẽ càng lợi hại không ạ? Liễu Nhan cười nói, đương nhiên rồi. Lôi khí được hóa thành từ tinh khí của chủ nhân của sấm sét, hấp thu lôi khí có nghĩa là hấp thu tinh khí của chủ nhân của sấm sét. Hơn nữa, hấp thu càng nhiều lôi khí thì càng có lợi cho thể xác và thần hồn. Cô ấy tiếp tục nói, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn và hai lão tổ có thể điều động các vị lôi thần là vì bọn họ đã hấp thu 9 loại lôi khí. Liễu Nhan nói thêm vài câu rồi hỏi anh, Tiểu Bắc, chị đưa em đi quanh xem thử nhé. Ngô Bình, dạ thôi chị Nhan, rảnh rỗi em sẽ tự đi quanh để làm quen với chỗ này. Liễu Nhan gật đầu, vậy được, có gì thì em gọi người hầu, bọn họ sẽ thông báo cho chị. Sau khi Liễu Nhan đi, Ngô Bình lập tức đi vào phòng, ngồi xếp bằng trên đất để cảm nhận lôi khí hiện diện khắp mọi nơi trên Cửu Lôi Thiên Vực này. Trong trời đất, linh khí sấm sét có 9 màu sắc khác nhau. Lúc chúng nó xuất hiện đơn lẻ sẽ có các màu như sau, màu tím, màu xanh lá, màu vàng kim, màu đen, màu xanh lam, màu vàng nhạt, màu đỏ, màu bạc, màu cam. Lôi khí thật ra chính là linh khí, tu sĩ ở đây chỉ có thể hấp thu một hoặc một vài loại lôi khí. Nhưng Ngô Bình khác với bọn họ, anh thi triển phương pháp hít thở thì cả 9 loại lôi khí đều bị anh hấp thu, sau đó 9 màu linh khí sấm sét lần lượt vào những bộ phận cơ thể khác nhau. Linh khí sấm sét màu vàng kim vào xương cốt, linh khí sấm sét màu xanh lá vào tủy xương và huyết dịch, màu tím vào hai mắt, màu xanh lam vào da, màu vàng nhạt vào hai tai, màu bạc, màu cam, màu đen, màu đỏ vào thần hồn và chân hình của anh. Năng suất hấp thu linh khí sấm sét của thân xác và thần hồn của anh cực cao, dường như không có thứ gì bị lãng phí, có gì hấp thu hết cái nấy. Hấp thu càng nhiều linh khí sấm sét thì lôi hồn điện phách của anh càng mạnh mẽ, toàn thân cũng thấy càng thoải mái. Tu luyện được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì một người hầu tới gọi, cậu Trương, ông chủ mời cậu ạ. Ngô Bình lại tới phòng khách, Thạch Trung Quân cười nói, Tiểu Bình, sau này cậu ở đây phải chăm chỉ tu luyện đấy, nghe lời Liễu tiền bối nhé. Ngô Bình, vâng. Thạch Trung Quân, vậy anh đi nhé chú em Liễu. Xích Lôi Thiên Quân ra cửa tiễn, Ngô Bình cũng đi theo. Trước khi đi, Thạch Trung Quân lại dặn dò thêm vài câu, Ngô Bình liên tục thưa vâng. Sau khi Thạch Trung Quân rời đi, Xích Lôi Thiên Quân cười nói, cậu Trương, cậu có hài lòng với chỗ ở không? Ngô Bình, vãn bối rất hài lòng ạ. Sau này tiền bối cứ gọi cháu là Tiểu Bình đi ạ. Xích Lôi Thiên Quân gật đầu, được, vậy thì sau này cháu cứ gọi bác là bác Liễu. Ngô Bình, vâng, thưa bác Liễu. Xích Lôi Thiên Quân cười gật đầu sau đó vỗ vai anh, cái vỗ vai này làm ông ấy sững người, hỏi Tiểu Bình. Cháu có thể hấp thu lôi khí à? Ngô Bình không hề biết, trong vô số tu sĩ sống ở Cửu Lôi Thiên Vực, số tu sĩ có thể hấp thu lôi chưa đến 1/100. Người có thể hấp thu từ 2 loại lôi khí trở lên thì lại hiếm đến khó tin, 10.000 người mới có một người. Ngô Bình, cháu cảm thấy linh khí sấm sét rất thoải mái nên hấp thu thử ạ. Hai mắt Xích Lôi Thiên Quân sáng hẳn lên, cháu hấp thu mấy loại? Ngô Bình, 9 ạ. Xích Lôi Thiên Quân run lên một cái rồi cười ha hả, ý trời. Anh Thạch đưa cháu đến đây là đúng nơi rồi. Ông ấy kéo tay Ngô Bình, cười nói, đi, chúng ta trở về. Trở về đại sảnh, Xích Lôi Thiên Quân nói, Tiểu Bình, bác có lòng muốn thu cháu làm đồ đệ, cháu bằng lòng không? Ngô Bình hiểu việc trở thành đồ đệ của người này có lợi với kế hoạch ở Cửu Lôi Thiên Vực, nên nói Tiểu Bình đồng ý ạ. Xích Lôi Thiên Quân rất vui, tốt, ta tên là Liễu Thiên Tuần, con là đệ tử đầu tiên của ta, e rằng cũng là đệ tử duy nhất của ta. Ngô Bình vái một lạy, đệ tử bái kiến sư tôn. Liễu Thiên Tuần hài lòng gật đầu, đồ nhi, con là kỳ tài tu hành của Cửu Lôi Thiên Vực. Tối nay, hai sư đồ ta hàn huyên với nhau, vài ngày nữa,
ta sẽ cho người đưa con tới Lôi Hải tu luyện. Ngô Bình, Sư Tôn, Lôi Hải là nơi nào ạ? Liễu Thiên Tuần, Lôi Hải là nơi có lôi khí dồi dào nhất trong Cửu Lôi Tiên Vực, nghe nói là do huyết dịch của chủ nhân của sấm sét hóa thành. Con cũng biết, sức mạnh của thần tộc đa phần nằm ở huyết dịch. Con tu luyện trong đó sẽ nhanh hơn tu luyện ở bên ngoài gấp mấy nghìn lần. Hơn nữa, trong lôi chỉ có rất nhiều bảo bối mà chủ của sấm sét để lại, lôi thành chính là được hình thành trong đó đấy. Ngô Bình, Sư Tôn, ai cũng có thể vào Lôi Hải tu luyện ạ. Liễu Thiên Tuần cười nói, đương nhiên là không rồi. Ở Cửu Lôi Tiên Vực, ta cũng được xem là tu sĩ có địa vị, thế nên ta chỉ có thể cố gắng xin cho con được 9 ngày thôi. Sau 9 ngày con phải rời khỏi Lôi Hải. Ngô Bình, vâng, đệ tử rõ rồi, chắc chắn đệ tử sẽ cố gắng tu luyện ạ. Liễu Thiên Tuần khẽ cười, ta có một đứa con gái, một đứa con trai, đều lớn tuổi hơn con. Chút nữa ta sẽ gọi mấy đứa nó đến gặp con. Ngô Bình, Sư Tôn, công pháp tu hành ở Cửu Lôi Tiên Vực có khác với ngoại giới không ạ? Liễu Thiên Tuần, đương nhiên là khác rồi. Toàn bộ công pháp ở Cửu Lôi Tiên Vực thật ra đều tới từ hai thiên bia. Văn tự trên thiên bia cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng có vài người có thiên phú siêu phàm, đã ngộ ra một phần đạo lý từ trong đó, đồng thời sáng tạo ra các công pháp lợi hại. Ví như công pháp Tử Lôi Oanh Thiên Quyết mà ta tu luyện chỉ là gia lông mà ta lĩnh ngộ được từ một tấm thiên bia. Ngô Bình, Sư Tôn, chưa ai có thể lĩnh ngộ được hoàn toàn ý nghĩa trên thiên bia ạ. Liễu Thiên Tuần cười ha hả, sao mà được, ý nghĩa thâm sâu trên thiên bia vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại. Nghe nói hai tấm thiên bia là do tinh hồn của chân hoàng thượng cổ và chủ nhân của sấm sét hóa thành, đâu phải người thường có thể hiểu được. Đừng nói đến việc lĩnh ngộ toàn bộ, trong thiên hạ bây giờ, người có tư cách đến đó tham quan bia đã cũng không được mấy ai. Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn cũng không thể lĩnh ngộ được ạ. Liễu Thiên Tuần, ông ta đã từng tự tới đó để lĩnh ngộ, đồng thời tự xưng là đã hiểu được một phần 10 ý nghĩa của thiên bia. Ta khá nghi ngờ về điều này, nếu ông ta có thể lĩnh ngộ được một phần 10 thì thực lực phải mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều rồi mới đúng. Ngô Bình chớp mắt. Sư Tôn, con có thể tới lĩnh ngộ thiên bia không ạ? Liễu Thiên Tuần nhìn anh, cười nói, đương nhiên là con có thể đi. Nhưng tới tham quan thiên bia sẽ có nguy hiểm. Người tới lĩnh ngộ thiên bia, hết 9 phần hóa điên hóa dại. Phần còn lại cũng sẽ để lại chấn thương tinh thần không thể chữa trị được. Ngô Bình kinh ngạc, nói như vậy là không một ai có thể an toàn trở ra ạ. Liễu Thiên Tuần khẽ than, đúng vậy. Dù là cường giả như Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn thì năm xưa cũng bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Nội thương của năm xưa sẽ theo ông ta cả đời. Ông ấy nói tiếp, thế nên ta mong con suy nghĩ kỹ càng. Dù thiên phú của con rất cao nhưng đã tới xem thiên bia thì có khả năng phải chịu nội thương vĩnh viễn. Được mất thế nào, con tự mình cân nhắc. Ngô Bình cười nói, nếu đệ tử không tới xem thì lòng không yên. Liễu Thiên Tuần gật đầu, được, con tự quyết định. Hai sư đồ nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ, Ngô Bình cũng nhờ đó mà hiểu thêm về Cửu Lôi Tiên Vực. Đến buổi tối, Liễu Nhan và một chàng trai trẻ bước vào, Liễu Nhan xinh đẹp động lòng, chàng trai cũng vô cùng anh tuấn, tầm 20 mấy tuổi, khí khái bừng bừng. Liễu Thiên Tuần cười nói, Tiểu Bình, ta giới thiệu với con, đây là con gái của ta, Liễu Nhan. Còn đây là con trai Liễu Cương. Cương Nhi, Nhan Nhi, đây là Trương Tiểu Bình, là đệ tử duy nhất mà cha mới nhận. Liễu Nhan và Liễu Cương đều rất bất ngờ, vì cha của họ chưa bao giờ thu nhận đồ đệ, hơn nữa còn từng nói rằng nhận đồ đệ còn thua nuôi một con chó. Nói vậy là vì ông ấy thấy quá nhiều chuyện đồ đệ phản bội sư phụ, trong lòng không tin tưởng đồ đệ. Liễu Cương không kìm được hỏi, cha, sao bỗng nhiên cha lại thay đổi ý định vậy? Liễu Thiên Tuần cười nói, các con không cần phải kinh ngạc. Con người Tiểu Bình trung hậu thật thà, cha có lòng tin về nhân phẩm của cậu ấy. Hơn nữa, tố chất của Tiểu Bình cực kỳ tốt, cậu ấy có thể cùng lúc hấp thu 9 loại lôi khí. Vừa nghe nói Ngô Bình có thể hấp thu 9 loại lôi khí, hai người càng kinh ngạc hơn, Liễu Cương thốt lên, 9 loại lôi khí sao? Cha, cha không nhìn nhầm chứ? Chẳng trách anh ấy kinh ngạc. Trong hằng hà sa số tu sĩ ở Cửu Lôi Tiên Vực, bây giờ chỉ có 3 người có thể cùng lúc hấp thu 9 loại lôi khí,
mà ba người này đều là những nhân vật đỉnh cấp. Liễu Thiên Tuần mỉm cười, mắt nhìn của cha sao lại nhầm được. Cương Nhi, Nhan Nhi, sau này Tiểu Bình chính là người thân của hai đứa, các con phải chăm sóc cậu ấy cho tốt. Liễu Cương và Liễu Nhan đều là người thông minh, bọn họ hiểu thứ khiến cha mình nhận Trương Tiểu Bình làm đồ đệ chính là tố chất nghịch thiên của anh. Thu anh làm đồ đệ nói không chừng tương lai nhà họ Liễu có thể xưng bá tiên vực. Liễu Nhan cười nói, Tiểu Bình, thì ra cậu giấu kỹ vậy à, trước đây chỉ còn nghĩ tu vi của cậu rất thấp cơ, không ngờ cậu lại là kỳ tài tu hành trong tiên vực. Liễu Cương cũng cười nói, Tiểu Bình, sau này chắc chắn em sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp nhất ở Cửu Lôi tiên vực. Ngô Bình, anh Cương và chị Nhan đã quá khen rồi, em nhất định sẽ nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Tiệc rượu bắt đầu, Liễu Cương và Liễu Nhan kéo nhau mời rượu Ngô Bình, nhân cơ hội thăm dò chi tiết về anh luôn. Ngô Bình đã soạn sẵn kịch bản từ trước, lời nói giả giả thật thật, logic chặt chẽ, bọn họ không tìm được chút sơ hở nào. Sau 3 tuần rượu, Ngô Bình nói, anh Cương, trong lớp trẻ Cửu Lôi tiên vực, ai là người có tố chất tốt nhất? Liễu Cương cười nói, nhiều lắm, nhưng chỉ có 100 người có tên trên Cửu Lôi tiên bảng thôi. Ngô Bình, em nghe nói có một người tên Dạ Cuồng Đồ, tố chất khá lắm. Liễu Cương hừ một tiếng, Dạ Cuồng Đồ, hắn là cái thá gì, đứng ở hàng 70 trên bảng ấy. Liễu Nhan, tố chất của Dạ Cuồng Đồ cũng tạm, nhưng vẫn kém xa em Cương lắm. Liễu Cương, nghe nói cha của Dạ Cuồng Đồ bị một tu sĩ ở Đại Lục Côn Luân chém chết. Ha ha, cặp cha con này đúng là vô dụng, làm mất hết mặt mũi tu sĩ Cửu Lôi tiên vực. Chị cũng từng nghe chuyện này, Liễu Nhan nói, hình như hắn mang theo chùy ngũ lôi của sư tôn hắn là ngũ lôi đại tiên đi báo thù, kết quả suýt chút đã bị người ta giết. Nếu không nhờ có bùa thế thân thì e rằng xác hắn đã nằm ở Đại Lục Côn Luân rồi. Ngô Bình, thực lực của ngũ lôi đại tiên thế nào ạ? Liễu Cương, ngũ lôi đại tiên là một vị chân tiên trăm kiếp, bình thường cường giả siêu cấp được xưng là đại tiên đều có thể sánh ngang hàng với đạo quân. Nói thật, dù là cha anh cũng không thể sánh được với ngũ lôi đại tiên. Ngô Bình, xem ra người đã hấp thụ 5 loại lôi khí có ưu thế hơn. Liễu Nhan, ngũ lôi đại tiên tu luyện ngũ lôi thiên kinh, trong đó kết hợp ngũ hành, là một trong những công pháp đỉnh cấp của Cửu Lôi tiên vực. Ngô Bình khẽ nhíu mày, xem ra muốn giết Dạ Cuồng Đồ không đơn giản, rất khó đối phó với ngũ lôi đại tiên. Liễu Thiên Tuần, Nhan Nhi, ngày mai con dẫn Tiểu Bình đi quanh thành Hạ Vương thăm thú, giúp cậu ấy làm quen với nơi này. Liễu Cương, cha, để con đưa Tiểu Bình đi đi. Liễu Thiên Tuần, nếu con rảnh thì đi cùng đi. Đúng rồi, không phải ngày mai tiểu công chúa của phủ Hạ Vương sẽ bày sàn đấu võ sao? Cương Nhi, con dẫn Tiểu Bình đi thử đi. Liễu Cương giật cả mình, cha, thôi đừng đi nhé. Vị ở phủ Hạ Vương kia đánh đấm giỏi lắm, con sang đó chỉ có nước ăn đòn. Liễu Nhan, cha, em Cương chắc chắn đánh không lại Hạ Sở Sở đâu, bỏ đi. Ngô Bình vội hỏi, phủ Hạ Vương ạ. Liễu Nhan, Tiểu Bình, chủ của thành Hạ Vương là Hạ Vương. Đúng rồi, trong Cửu Lôi tiên vực có 2 lực lượng, một là nhóm tu sĩ lôi khí, 2 là nhóm tu sĩ hoàng khí. Ngô Bình, hoàng khí sao? Sao em không cảm nhận được? Liễu Nhan, vì hoàng khí chỉ tồn tại ở một số ít khu vực, những khu vực này bị một vài cao thủ chiếm cứ, Hạ Vương chính là một trong số đó. Thành Hạ Vương cũng vì vậy mà được thành lập, trong thành Hạ Vương thế lực của nhà họ Liễu chỉ cũng không phải yếu, nhưng vẫn phải nể họ. Ngô Bình như nghĩ tới điều gì, anh nói, hoàng khí chắc là tinh khí của Thái Cổ Chân Hoàng nhỉ. Liễu Nhan gật đầu, đúng vậy, chính là do tinh khí của Thái Cổ Chân Hoàng hóa thành. Khi xưa sau khi Thái Cổ Chân Hoàng chém chết chủ nhân của sấm sét thì đã ngã xuống tại đây. Hoàng khí có yêu cầu rất cao đối với người tu luyện, cả Cửu Lôi tiên vực, số người có thể hấp thu hoàng khí không quá 1000. Điều này khiến người bên ngoài chỉ biết đến lôi khí mà không biết đến hoàng khí. Liễu Cương, thật ra uy lực của hoàng khí vẫn xếp trên lôi khí. Những kẻ có thể hấp thu hoàng khí ai ai cũng là thiên tài nghịch thiên. Ví dụ như vị công chúa của phủ Hạ Vương này, 10 kẻ như anh cũng không đánh lại cô ta. Ngô Bình thấy chấn động, anh hỏi, nói vậy thì muốn hấp thu hoàng khí chỉ có thể tới mấy nơi như phủ Hạ Vương sao?
Liễu Cương cười nói, Tiểu Bình, rất ít người hấp thu được hoàng khí, những người tu luyện hoàng khí rất mong có thêm nhiều người gia nhập vào bọn họ, thế nên những nơi dùng để tu luyện như Phủ Hạ Vương đều sẽ mở cửa cho người ngoài. Dù em là ai, lúc nào cũng có thể tới đó kiểm tra thử. Thông thường vượt qua kiểm tra ở đâu thì sẽ là tu sĩ ở đó. Ví dụ em hấp thu hoàng khí ở Phủ Hạ Vương thành công thì sau này em chính là một thành viên của Phủ Hạ Vương. Ngô Bình, gia nhập Phủ Hạ Vương có bị hạn chế gì không ạ? Liễu Nhan, không, thật ra Phủ Hạ Vương chính là nơi tập hợp những tu sĩ tu hành hoàng khí thôi. Ở Cửu Lôi Tiên vực người tu luyện lôi khí quá nhiều, tu luyện hoàng khí quá ít. Nếu tu sĩ tu luyện hoàng khí không tập trung lại với nhau thì rất dễ bị những tu sĩ tu luyện lôi khí tiêu diệt. Ngô Bình, thì ra là vậy. Liễu Cương cười nói, Tiểu Bình, có vẻ em muốn đấu thử với công chúa Phủ Hạ Vương đúng không? Ngô Bình, vì sao tiểu công chúa của Phủ Hạ Vương lại bày sàn đấu, lẽ nào đang tỉ võ kén chồng? Liễu Cương, không phải kén chồng, là Phủ Hạ Vương chọn người thừa kế. Ngô Bình sững sờ, chọn người thừa kế sao? Liễu Cương, chị anh biết rõ chuyện này đấy, chị nói với Tiểu Bình đi. Liễu Nhan gật đầu, Tiểu Bình, tuổi thọ của Hạ Vương sắp cạn kiệt, để duy trì Phủ Hạ Vương, họ buộc phải tìm một người thừa kế mạnh mẽ. Trong giới trẻ, thực lực của tiểu công chúa là mạnh nhất, thế nên để cô ấy ra mặt tổ chức tỷ võ. Chỉ cần đánh bại tiểu công chúa thì sẽ nhận được nghi thức hoàng khí quán đỉnh, trực tiếp trở thành cường giả vô song. Ngô Bình, cao thủ như Hạ Vương cũng sẽ chết sao? Liễu Thiên Tuần, tuy tu luyện hoàng khí sẽ sở hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng không biết vì lý do gì mà những người tu luyện hoàng khí không một ai có thể sống quá 500 tuổi. Rất nhiều người tu luyện hoàng khí đến năm 300 tuổi đã chết. Đây cũng là lý do hạn chế số lượng người tu luyện hoàng khí, không được trường sinh thì tu luyện làm gì. Ngô Bình, kỳ lạ, tinh khí của Thái Cổ Chân Hoàng không thể có tác dụng phụ thế này được. Liễu Thiên Tuần, Hạ Vương đã 400 tuổi rồi, tuổi thọ của ông ấy không còn nhiều nữa. Cần phải tìm trước một người thừa kế, thế mới có thể duy trì được sự hùng mạnh của Phủ Hạ Vương. Ngô Bình hỏi, nếu tiểu công chúa đã có thiên phú phi phàm thì sao không để cô ấy thừa kế? Liễu Nhan, nếu có người tài giỏi hơn cả tiểu công chúa thì đương nhiên sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên rồi, nhận nghi thức hoàng khí quán đỉnh sẽ có nguy hiểm, thế nên có một vài người dù có đánh bại được tiểu công chúa cũng sẽ không muốn tỉ thí với cô ấy. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, ngày mai em muốn tới Phủ Hạ Vương, xem thử có thể hấp thu được hoàng khí không. Liễu Thiên Tuần nhíu mày, Tiểu Bình, con phải suy nghĩ cho kỹ. Chưa bàn đến việc con có thể hấp thu được hoàng khí hay không, dù có thể thì con cũng không sống được quá 500 tuổi. Tuy tu luyện lôi khí tăng cảnh giới hơi chậm, nhưng có thể trường sinh, từ từ tích lũy thực lực. Ngô Bình cười nói, Sư Tôn, con vẫn muốn thử. Có lẽ con thích hợp tu luyện hoàng khí hơn so với người khác. Liễu Thiên Tuần im lặng, Liễu Nhan khuyên, Tiểu Bình, cha đã nói hết nguy hiểm của việc này cho em nghe rồi, sao em lại nhất quyết muốn đi? Lẽ nào tu luyện lôi khí không tốt sao? Ngô Bình cảm thấy bọn họ thật lòng lo tác dụng phụ của việc tu luyện hoàng khí nên bèn nói, chị Nhan, em chỉ muốn tới xem, cảm nhận thử hoàng khí là gì thôi, tạm thời sẽ không tu luyện nó. Nghe anh nói vậy, Liễu Thiên Tuần yên tâm hẳn, nói, đi cảm nhận thử cũng tốt, dù sao thì sớm muộn gì con cũng phải chào hỏi với tu sĩ hoàng khí. Liễu Nhan, con và tiểu công chúa của Phủ Hạ Vương là bạn từ nhỏ đến lớn, để con đưa Tiểu Bình đi. Liễu Thiên Tuần, cũng được. Đêm đó, Ngô Bình để lại một con rối trong phòng, ngồi xếp bằng tu luyện rất ra dáng, đến khí tức cũng giống hệt anh. Còn anh thì lén độn xuống đất, tới Phủ Hạ Vương. Có thể nhìn ra được Liễu Thiên Tuần không muốn anh hấp thu hoàng khí, thế nên anh chỉ có thể lén tới đó. Là Thái Cổ Chân Nhân, thiết nghĩ cảm nhận của anh về hoàng khí sẽ mạnh hơn so với người thường. Tuy không biết vị trí của Phủ Hạ Vương ở đâu nhưng trên đường đi hỏi là tìm được ngay. Anh tới gần cửa của Phủ Hạ Vương, đứng đợi một lát thì có một người trông giống quản gia, dắt một con chó màu vàng lớn đi ra ngoài, có vẻ là muốn dắt chó đi dạo. Lúc quản gia đi ngang qua Ngô Bình còn nhìn anh, nhưng không để ý nhiều, sau đó đi xa luôn. Lúc này, Ngô Bình nhoáng người hóa thành dáng vẻ của quản gia kia, ngang nhiên đi vào phủ,
còn tỏ vẻ rất vội nữa. Lính canh cửa thấy ông ta vừa đi ra đã quay về, hơn nữa không còn con chó thì vội hỏi, quản gia Hồng, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Bình phất tay, không nói gì đã chạy vào trong. Vào trong, anh kinh ngạc phát hiện ra trong phủ Hạ Vương không hề có lôi khí, nhưng lại cảm nhận được một chút khí tức thái cổ chân hoàng nhàn nhạt. Khí tức này khiến cơ thể anh run lên, có một cảm giác muốn thần phục, may thay anh vốn là nhân hoàng, cảm giác này chỉ thoáng qua thôi. Giữa thái cổ chân nhân và thái cổ chân hoàng có sự khác biệt. Cùng là thái cổ chân nhân đời đầu, có người rất yếu nhưng cũng có người lại là vương là hoàng trong các thái cổ chân nhân. Bọn họ dẫn dắt nhân loại mạnh mẽ thêm, được xưng là chân vương, chân hoàng. Anh không ngừng đi về phía hoàng khí dày đặc, chẳng mấy chốc đã tới trước một khu nhà nhỏ, cửa khu nhà đóng kín, có một ông lão trước cửa, mắt nhắm hờ, cũng không biết là có nhìn thấy Ngô Bình hay không. Ngô Bình bái ông lão một cái, ông lão mở mắt, quản gia Hồng, ông tới giếng hoàng khí làm gì? Ngô Bình cười, lấy ra một hồ lô rượu đưa cho đối phương. Mắt ông lão sáng hẳn lên, lấy luôn bình hồ lô, cười nói, quản gia Hồng, sao hôm nay bỗng nhiên lại cho tôi rượu thế? Ngô Bình khẽ thở dài, tỏ vẻ phiền não, không nói câu nào, chỉ uống rượu. Anh vừa tới đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông lão, điều này chứng tỏ ông lão là người thích uống rượu. Nếu đã thích uống rượu thì cứ chuốc say ông ấy là được rồi. Trên người anh có kha khá rượu lấy về từ giao chỉ. Loại rượu này mà uống vào ba ly, đến chân tiên còn không tỉnh nổi. Ông lão lắc đầu, trông có vẻ ông đã gặp chuyện phiền lòng rồi. Được, tôi uống với ông vài ly. Hai người chuốc rượu nhau, không nói lời nào. Uống được nửa bình hồ lô, mặt ông lão đỏ ửng, bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất, Ngô Bình im lặng ngồi nghe. Lại qua thêm nửa tiếng, ông lão đã nghiêng đầu ngáy khò khò rồi. Ngô Bình lắc đầu, lão quỷ này uống được ghê thật. Anh lấy chìa khóa trên người ông lão để mở cửa, đẩy cửa đi vào. Vừa vào trong sân, anh đã nhìn thấy một cái giếng cổ, miệng giếng có một cục đá đậy lại, nhưng vành giếng vẫn có hoàng khí đậm đặc tràn ra ngoài. Xem ra hoàng khí là từ giếng tràn ra, anh khẽ cười đi tới trước giếng, giơ tay lật tảng đá ra. Không có tảng đá, một cột hoàng khí màu tử kim xông thẳng lên. Nhưng lên đến 2-3 mét đã bị Ngô Bình chặn lại. Anh bay lên ngồi trên cột khí, hoàng khí cuồn cuộn bị anh hấp thu vào trong động thiên, đề phòng người khác phát giác. Anh hấp thu một ít hoàng khí, phát hiện có loại năng lượng khác pha trộn trong hoàng khí này. Loại năng lượng này không tốt cho cơ thể của loài người. Sau khi phân tích kỹ loại năng lượng này anh mới phát hiện, nó lại là tinh khí yêu tộc. Quái lạ! Sao tinh khí của chân hoàng lại pha trộn tinh khí yêu đạo chứ? Nói xong, anh cho hóa thân yêu đạo của mình hấp thu tinh khí yêu tộc, còn anh thì hấp thu tinh khí chân hoàng. Làm như vậy không những không hại cơ thể mà hóa thân yêu đạo cũng có một bữa no nê. Lúc này, Ngô Bình ngồi xếp bằng bên trên giếng cổ, không ngừng hấp thu hoàng khí. Bên ngoài cửa, ông lão đã uống say kia không biết tỉnh lại từ lúc nào, kinh ngạc nhìn Ngô Bình đang ở trong sân. Miệng há hốc. Nhưng ông ấy không hô lên, chỉ im lặng quan sát. 3 tiếng sau, hoàng khí trong giếng đã bắt đầu loãng đi nên anh dừng việc hấp thu, đẩy giếng lại, sau đó quay người ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, anh đã bốn mắt nhìn nhau với ông lão, anh sững sờ, sau đó cười gượng hỏi, vừa nãy tiền bối không say ạ? Ông lão, tuy rượu ở giao chỉ rất tốt nhưng muốn chuốc say tôi thì còn hơi kém một chút. Ngô Bình ngồi trước mặt ông lão, cười nói, tiền bối, vãn bối tới đây chỉ muốn hấp thu một chút hoàng khí thôi. Ông lão cười, không sao, cậu cứ hấp thu thoải mái, dù sao thì hoàng khí ở giếng này sẽ được tích đầy nhanh thôi. Ngô Bình bất ngờ, tiền bối không gọi người tới ạ? Ông lão, sao phải gọi người tới? Cậu hấp thu được nhiều hoàng khí như vậy cho thấy cơ thể cậu chịu tải được hoàng khí, là thiên tài tu luyện hoàng khí mà đời này tôi hiếm gặp. Hạt giống tốt thế này, tôi rất vui khi giúp được cậu. Hơn nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tới phủ Hạ Vương, trở thành một thành viên của nơi đây thôi. Ngô Bình, thật không dám giấu, vãn bối có chút nghiên cứu về y đạo, nghe nói người tu luyện hoàng khí sống không quá 500 tuổi nên muốn tới xem thử. Hai mắt ông lão sáng hẳn lên, cậu tìm ra được nguyên nhân rồi à?
Ngô Bình, hoàng khí trong giếng không hề thuần khiết, pha trộn giữa tinh khí chân hoàng và tinh khí yêu đạo. Những người hấp thu hoàng khí cũng sẽ hấp thu luôn tinh khí yêu đạo. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến những người tu luyện hoàng khí sống không quá 500 tuổi. Ông lão gật đầu, thật ra bọn ta đã phát hiện ra điều này từ sớm rồi, chỉ là không có cách nào để tách yêu khí ra khỏi hoàng khí. Ngô Bình, tiền bối, vãn bối về nghiên cứu, cố gắng tìm ra cách nhanh nhất có thể. Ông lão rất vui mừng, hậu sinh khảo ý. Cậu nhóc, ngày mai tiểu công chúa tổ chức tỷ võ, cậu có tham gia không? Ngô Bình, có lẽ sẽ tham gia. Tiền bối, trời sắp sáng rồi, vãn bối không làm phiền nữa, hôm khác lại cùng tiền bối uống rượu. Sau khi Ngô Bình đi, một người đàn ông trung niên đi ra từ bên cạnh, ông ấy khom người hành lễ với ông lão, thưa cha. Người đàn ông trung niên khí thế phi phàm, tài năng hơn người, ông ấy chính là chủ của phủ Hạ Vương đương nhiệm. Còn ông lão này chính là cha của ông ấy, Hạ Vương đời trước. Ông lão cười nói, con đã nghe cả rồi à? Hạ Vương, chàng trai này không phải hạng tầm thường. Ông lão, năm nay cha đã 490 tuổi, sắp đến ngày gần đất xa trời rồi. Nếu chàng trai này có thể nghiên cứu ra cách phân tách yêu khí và hoàng khí thì có lẽ cha sẽ có thể sống thêm vài năm nữa. Hạ Vương, cha cảm thấy cậu ấy có làm được không? Ánh mắt ông lão thoáng qua một chút hoảng sợ, ông ấy nói, số lượng hoàng khí hôm nay cậu ấy hấp thu còn nhiều hơn cha hấp thu cả đời. Dù cậu ấy không thể phân tách ra yêu khí thì nhất định cũng sẽ trở thành cao thủ đứng đầu trong tu sĩ hoàng khí. Hạ Vương, con thật hy vọng cậu ấy có thể tới phủ Hạ Vương của mình. Ông lão, con đừng bi quan, có lẽ cậu nhóc này có thể khiến mọi thứ khác đi. Ngô Bình lặng lẽ trở về phủ Liễu, tiếp tục hấp thu hoàng khí trong động thiên. Yêu khí pha trộn trong hoàng khí đều bị hóa thân yêu đạo hút sạch rồi, chỉ còn lại hoàng khí thuần túy được bản thể của anh hấp thu. Anh vốn là thái cổ chân nhân, lại còn là nhân hoàng, có thể nói là vô cùng phù hợp với hoàng khí này. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã cảm thấy cơ thể mình bão hòa mất rồi, không thể tiếp tục hấp thu nữa. Xem ra muốn hoàn toàn hấp thu tinh khí chân hoàng thì buộc phải phối hợp với công pháp trên thiên bia. Mình phải nhanh chóng đi nghiên cứu thiên bia mới được. Sau khi trời sáng, Liễu Nhan tới tìm anh, Tiểu Bình, đi phủ Hạ Vương không? Ngô Bình, chị Nhan, em có thể đi xem thiên bia trước được không? Liễu Nhan chần chừ một lát rồi hỏi, em đã bàn chuyện này với cha chị chưa? Ngô Bình cười đáp, hôm qua em đã nói với Sư Tôn rồi ạ, Sư Tôn bảo em tự quyết định. Em tự thấy thiên phú của mình không thua kém những thiên kiêu kia, nếu không tới xem thử thì sẽ thấy hối tiếc. Liễu Nhan khẽ than, vậy được, chị dẫn em đi. Hai tấm thiên bia ở hai nơi khác nhau, một tấm nằm ở cực tây của Cửu Lôi Tiên Vực, một tấm nằm ở cực đông của Cửu Lôi Tiên Vực. Tấm thiên bia đầu tiên Ngô Bình tới là tấm nằm ở cực đông Cửu Lôi Tiên Vực. Tấm thiên bia này là do tinh khí chân hoàng hóa thành, ai cũng có thể tới lĩnh ngộ, không bị hạn chế. Nó nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng, lúc này đang có hàng nghìn hàng vạn người đang si mê nhìn thiên bia, nghiên cứu ý nghĩa văn tự trên đó. Lúc Ngô Bình nhìn về thiên bia mới phát hiện nó cao gần 10.000 mét, rộng 3.000 mét, bên trên chi chít chân văn cổ xưa. Những con chữ này rất kỳ lạ, có lẽ những người ở đây không hiểu một chữ nào trên đó, nhưng điều đó không hề cản trở họ nỗ lực lĩnh ngộ. Đưa Ngô Bình tới đây thì Liễu Nhan rời đi, vì cô ấy tự biết mình không thể hiểu được ý nghĩa huyền diệu trên thiên bia. Ngô Bình đứng cách thiên bia vài trăm mét, nhìn chằm chằm vào chân văn cổ xưa trên đó. Những văn tự này rất thần kỳ, anh đọc xong một chữ thì trong thức hải tự động xuất hiện một chân văn thái cổ, còn chữ trên thiên bia thì lại biến mất. Thế nên bây giờ đã xảy ra một cảnh tượng kinh người. Chân văn thái cổ trên thiên bia hết chữ này đến chữ khác bị xóa mờ sau đó mất hẳn. Một hàng rồi 10 hàng, 100 hàng. Tất cả những người tới lĩnh ngộ đều hoảng hốt, chuyện gì thế? Sao chữ trên thiên bia lại biến mất? Ngô Bình phóng thích nhân cách tối thượng, dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, toàn lực tập trung lĩnh ngộ. 5 tiếng đồng hồ sau, toàn bộ mấy chục nghìn chữ trên thiên bia đều biến mất, biến thành một tấm bia khổng lồ trắng bóc. Sau đó, tấm bia khổng lồ bỗng xuất hiện nhiều vết nứt, ầm ầm đổ xuống, những người quanh đó tán loạn tránh đi.
mà lúc này, trong thức hải của Ngô Bình đã xuất hiện thêm một công pháp tuyệt thế chỉ dành riêng cho thái cổ chân nhân tu luyện. Nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được bộ công pháp này thì anh cần phải có thêm thời gian. Anh vội bay khỏi nơi đó, tìm một nơi gần đó để đợi Liễu Nhan. Liễu Nhan nhìn thấy thiên bia sụp đổ thì lẩm bẩm, thiên bia sụp đổ rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ngô Bình thầm chấn động, chị Nhan, chẳng lẽ thiên bia sụp đổ nói lên điều gì sao? Liễu Nhan gật đầu, từ xưa tới nay, cửu lôi tiên vực truyền tai nhau rằng, thiên bia sụp đổ, thánh hoàng xuất hiện. Ngô Bình, thánh hoàng ạ. Chân hoàng là cảnh giới mạnh nhất thời thái cổ chân nhân. Còn thánh hoàng là cảnh giới mạnh nhất thời các thánh, hai cái này có quan hệ gì với nhau sao? Liễu Nhan vội nói, Tiểu Bình, chúng ta đi gặp cha thôi. Liễu Nhan hoàn toàn không ngờ được thật ra thiên bia sụp đổ có liên quan trực tiếp tới Ngô Bình. Hai người trở về phủ Liễu, Liễu Nhan lập tức nói chuyện thiên bia sụp đổ cho Liễu Thiên Tuần. Liễu Thiên Tuần vô cùng chấn động, ông ấy vội vã đi ra ngoài, không biết đi gặp ai. Sau đó, cả cửu lôi tiên vực đều chấn động vì chuyện này, vô số người bay qua bay lại trên không, vô số cao thủ gặp nhau bàn bạc xem chuyện này là như thế nào, lòng người thấp thỏm. Cuộc tỷ võ ở phủ Hạ Vương cũng hủy bỏ, mạch nước ngầm của cả cửu lôi tiên vực chuyển động, dường như sắp xảy ra một trận bão tố nào đấy. Ngô Bình lại hoàn toàn không biết gì, anh giam mình trong phòng, dốc sức lĩnh ngộ công pháp tuyệt thế trên thiên bia. Công pháp này tên là Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, là nữ oa trải qua muôn vàn gian nguy lấy được bảo kinh từ vùng đất vô tận để sáng chế ra, là bí điển chí cao dành cho thái cổ chân nhân tu hành. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh có tổng cộng 36 tầng, mỗi khi luyện thành công một tầng thì thực lực sẽ tăng lên từ vài lần cho đến 10 lần. Đương nhiên, công pháp này rất khó luyện, thế nên chỉ có số lượng cực ít thái cổ chân nhân có thể luyện được. Mà những thái cổ chân nhân luyện thành kinh này, sau cùng đều trở thành chân hoàng của cả một thời đại. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh là công pháp trên cả công pháp thiên phẩm, thế nên mỗi một thời đại chỉ có một người được tu luyện nó. Những người khác muốn tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện công pháp con của nó mà thôi, ví dụ như những công pháp riêng lẻ mà người ta lĩnh ngộ được từ thiên bia. Lúc này, Ngô Bình đang chỉnh lý Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, tạm thời vẫn chưa thể tu luyện được. Chớp mắt đã đến tối, Liễu Thiên Tuần trở về nhà thì gọi Ngô Bình, Liễu Nhan và Liễu Cương tới, nghiêm túc nói, Tiểu Bình, Nhan Nhi, Cương Nhi, cửu lôi tiên vực sắp thay đổi rồi. Liễu Nhan, cha. Thay đổi mà cha nói là có nghĩa gì ạ? Lẽ nào thật sự sẽ có một vị thánh hoàng xuất hiện? Liễu Thiên Tuần, đúng vậy. Lĩnh ngộ được thiên bia có nghĩa là đã có người có được truyền thừa vô thượng của chân hoàng rồi. Bây giờ tất cả các thế lực đều đang tìm kiếm người đã lĩnh ngộ được thiên bia kia. Liễu Nhan nhíu mày, nhưng có thể là ai được chứ? Lúc đó con và Tiểu Bình đều có mặt, có đến hàng chục nghìn người đang lĩnh ngộ, không có gì kỳ lạ xảy ra cả. Liễu Thiên Tuần nhìn Ngô Bình, Tiểu Bình, còn có phát hiện gì không? Ngô Bình hiểu rõ rằng tuyệt đối không thể nói việc mình đã lĩnh ngộ được thiên bia cho bất kỳ ai, anh lắc đầu, lúc đó con nhìn thấy thiên bia thì ngơ cả người, đầu óc trống trống, không nhận ra được một chữ nào cả. Sau đó, con nghe thấy người bên cạnh hô hoán, con mới biết chữ trên thiên bia đang dần dần biến mất. Liễu Thiên Tuần, người có thể lĩnh ngộ được thiên bia chắc chắn là cao thủ đã tu luyện hoàng khí. Cửu lôi phổ hóa thiên tôn đã ra tay rồi, ông ta tập hợp tất cả tu sĩ lôi khí, yêu cầu thế lực tu luyện hoàng khí phải giao người đã lĩnh ngộ thiên bia ra. Ngô Bình rất bất ngờ, hỏi, sư tôn, họ làm vậy để làm gì ạ? Liễu Thiên Tuần, đương nhiên là tìm ra người đó để diệt trừ rồi. Hoặc ép người đó giao ra công pháp chân hoàng. Liễu Nhan, Tiểu Bình, em nghĩ nhé. Nếu cửu lôi tiên vực xuất hiện một vị thánh hoàng thì còn chỗ cho mấy người cửu lôi phổ hóa thiên tôn không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.